Mọi người nghĩ sao về một người phụ nữ ngoại tình? Và nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ có gia đình rồi lại đi ngoại tình? Lý do là do người chồng quá vô tâm và không biết cách yêu thương chăm sóc vợ, hay là do nhu cầu sinh lý của người vợ quá cao dẫn tới việc người vợ đã đi ra ngoài để tìm kiếm một người đàn ông khác? Và vấn đề ngoại tình luôn là chủ đề nóng của xã hội hiện nay và ngày càng tăng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có thể tôi kể ra mọi người sẽ thấy khó tin, nhưng tôi xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện thật của cuộc đời mình. Và tôi nghĩ rằng ngoài xã hội còn có nhiều người giống như tôi, chỉ là họ có thể kìm nén được bản thân mình hay là không thôi. Tôi tên Quỳnh, tôi là bác sĩ thai sản. Năm nay tôi 28 tuổi và tôi đã mở phòng khám siêu âm để phục vụ mọi người. Và phòng khám của tôi rất đông và công việc của tôi rất thuận lợi. Tôi tự hào mình là một người phụ nữ đẹp và quyến rũ, và tôi đang ở ngưỡng cửa thành công. Chồng tôi tên Hiếu, anh là diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng. Ai cũng nói số tôi may mắn, vừa thành công trong công việc, vừa có một người chồng đẹp trai lại rất nổi tiếng như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài hạnh phúc viên mãn là thế, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi lại mang một nỗi buồn sâu lắng. Và nỗi buồn ấy rất khó nói, đó là tôi không được thỏa mãn và tôi không cảm nhận được một chút gì gọi là hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của mình cả. Mọi người chắc đang nghĩ tôi là một người vợ dâm đãng và có nhu cầu sinh lý cao, đúng không ạ? Nhưng mọi người hãy nghe tôi nói và thử đặt mình vào vị trí của tôi một lần để hiểu và thông cảm cho tôi nhé. Chồng tôi, anh bận lắm và anh đi vắng thường xuyên. Anh đi đóng phim, có khi mấy tháng anh mới về. Rồi anh về sau mấy tháng xa nhà được 2-3 hôm, rồi anh lại nhanh chóng đi quay lịch trình mới. Tôi và anh mang tiếng là vợ chồng trẻ mà thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít. Tôi buồn lòng lắm, nhưng do tính chất công việc của chồng tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Anh cứ bận công việc suốt ngày để một mình tôi ở nhà với mẹ anh ấy. Cuộc sống xa chồng cộng thêm những áp lực về mẹ chồng nàng dâu khiến cho cuộc hôn nhân của tôi ngày càng đi vào ngõ cụt. Mẹ chồng tôi tên Hồng, bà 55 tuổi và tính bà thì vô cùng cổ hủ và lạc hậu. Sống giữa cái thời đại 4.0 này mà bà vẫn giữ nguyên tắc cổ hủ như thời các cụ các kỵ ngày xưa, là con gái con lứa phải ăn mặc kín cổng cao tường. Kể cả khi ở nhà chỉ có hai mẹ con thật đấy, nhưng tôi không được phép mặc quần đùi. Mặc quần dài qua đầu gối là tiêu chuẩn mẹ chồng tôi đặt ra. Ban ngày đi làm bận bịu với công việc thì không sao, nhưng cứ đêm về là lòng tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi khao khát được nằm trong vòng tay của chồng, nhưng không thể vì chồng tôi quá bận. Chiều nay khi tôi đang ngồi làm việc thì chồng tôi gọi điện cho tôi và nói rằng tối nay anh về và thời gian tới anh ở nhà với tôi, thì lịch trình quay phim của anh ở gần nhà. Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chiều tôi về sớm để đi chợ mua những món anh thích để nấu cho anh ăn. Thấy tôi mang nhiều đồ về, mẹ chồng tôi hỏi tôi: "Cô mua nhiều đồ thế, có hai mẹ con mà cô mua nhiều vậy, ăn hết được à?" "Mẹ ơi, nay chồng con về mà mẹ, thế chồng con không gọi cho mẹ à?" "Không thấy gọi. Cái thằng này lấy vợ là chỉ biết vợ thôi, có thấy nói gì với mẹ đâu. Chán thế." "Dạ, không phải đâu mẹ, chắc chồng con bận mẹ ạ." Mẹ chồng tôi thở dài rồi đi lên nhà. Mẹ chồng tôi thường xuyên ghen tị với tôi, nhưng tôi đều cho qua hết vì tôi nghĩ bà ở có một mình. Bố chồng tôi mất lâu rồi nên bà chỉ có mình chồng tôi là con. Giờ có con dâu, tình cảm phải san sẻ nên đôi lúc bà hay buồn và tủi thân. Nên tôi biết ý lắm, có bao giờ tôi tình tứ với chồng trước mặt mẹ chồng đâu. Tôi biết điều và thương mẹ chồng như thế, nhưng bà lại không hiểu cho tôi. Chồng tôi đi vắng ở nhà, bà cứ để ý và soi bói tôi suốt ngày. Chuyện nhỏ nhặt không đáng, bà cũng gọi điện mách với chồng tôi. Mà anh thì đứng ở giữa, một bên là mẹ, một bên là vợ, nên chồng tôi cũng khó xử lắm. Lại thêm việc tôi muộn con
nên bà lại càng tìm cớ để nói tôi nhiều hơn. Tôi đi khám đều đặn và sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, mà chồng tôi đi suốt những ngày dễ thụ thai thì anh lại không có nhà, thì tôi biết phải làm sao. Tôi muốn anh đi khám cùng tôi để xem anh có trục trặc vấn đề gì không, thì mẹ chồng tôi chửi tôi rằng: "Cô hỏng thôi, chứ con trai tôi không bao giờ hỏng nhé. Cô mà không đẻ được, tôi lấy vợ khác cho con trai tôi." Bà mặc định là tôi là người có vấn đề. Tất cả mọi chuyện bà cứ đổ lỗi hết lên đầu tôi như vậy đấy. Tối hôm đó chồng tôi về, anh đi vào hôn má tôi chụt một cái: "Vợ yêu, chồng về rồi đây." "Dạ, chồng có mệt không ạ?" "Có, nay chồng đi quay cả ngày nên cái lưng muốn gãy luôn vợ ạ." "Dạ, vậy lát em massage cho nhé." "Tuyệt vời. Anh lên tầng gọi mẹ đi, mẹ mong anh lắm đấy." "Ừ, anh biết rồi." Đấy, tôi luôn suy nghĩ thấu đáo từng việc nhỏ nhất để mẹ chồng tôi biết rằng đối với con trai thì bà luôn là người quan trọng nhất. Tôi vẫn luôn bảo chồng tôi là anh đi làm việc ở xa thì anh phải thường xuyên gọi điện về cho mẹ và cho vợ để mẹ và vợ ở nhà đỡ mong. Thế nhưng tính anh vốn vô tâm nên mỗi tuần anh chỉ gọi về có một lần, nhiều lắm thì được hai lần là chấm hết. Cả nhà tôi ăn tối xong và ngồi nói chuyện ở phòng khách tới 10 giờ thì tôi đi về phòng ngủ trước, còn chồng tôi vẫn ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi ở ngoài. Vừa thấy con dâu đi lên phòng ngủ, bà Hồng liền nói xấu con dâu với con trai: "Hiếu ơi, mẹ bảo này." "Mẹ bảo gì con ạ?" "Con Quỳnh dạo này nó bị làm sao ấy con ạ, càng ngày càng đĩ." "Sao mẹ lại nói vợ con vậy chứ?" "Thì dạo này nó đi làm mà nó trải chuốt lắm, phấn son các kiểu, ăn mặc thì sành điệu, chồng thì vắng nhà, đẹp để thằng khác ngắm mà." Mặt Hiếu có chút thay đổi. "Vậy ạ?" "Ừ, chồng nó đĩ lắm, không giống lúc nó mới về đâu con ạ." "Chắc không có gì đâu mẹ, mẹ nghĩ ngợi hơi nhiều rồi đó." Bà Hồng bĩu môi nói: "Con cứ chủ quan đi, rồi nó cắm sừng cho lúc đó mới sáng mắt ra. Thôi mẹ ạ, vợ con nó làm bà chủ rồi, nó cũng phải ăn mặc đẹp đẹp một chút chứ. Mẹ cũng đừng để ý vợ con nhiều quá, để nó thoải mái một chút ạ." Bà Hồng quay ra giận dỗi con trai: "Mẹ cũng vì lo cho con thôi. Nếu con đã nói như vậy rồi thì từ nay về sau mẹ sẽ không nói gì nữa, thế cho con vừa lòng." "Mẹ à, ý con không phải vậy đâu, mẹ đừng giận con nhé, con có quà tặng mẹ đây ạ." Hiếu lấy ra hộp quà nhỏ rồi đưa cho bà Hồng, bà nhận quà và hết giận dỗi ngay. Tôi nằm trong phòng chờ chồng gần tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy chồng tôi vào. Tôi nhớ chồng nên cứ nằm chờ đợi anh mãi. Tới khi chồng tôi vào, tôi nằm sẵn trên giường đợi, thế nhưng anh ấy không hề vồ vập ôm ấp vợ mà rất bình thản nằm cạnh và ôm tôi ngủ. Anh ấy nhắm mắt chưa đầy 5 phút là đã gáy rồi. Tôi không thể ngủ được, tôi ôm chồng và rúc vào ngực chồng. Tôi cố ý va chạm mạnh vào người anh ấy để anh tỉnh giấc, nhưng anh vẫn cứ ngủ ngon lành và chẳng màng tới vợ. Tiếng ngáy càng lúc càng to dần, và thế là cả đêm vợ chồng tôi không làm gì cả. Sau 3 tháng xa nhau, vợ chồng tôi chỉ ôm nhau ngủ thôi mọi người ạ. Vì quá nhớ chồng nên tôi đã lần mò ôm chồng tôi, khiến chồng tôi tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn tôi, rồi anh dậy đi vệ sinh và không hề để ý tới tôi. Tôi nằm đó vật vã không thể chịu nổi. Tôi khao khát chồng suốt 3 tháng nay, vậy mà anh lại thờ ơ với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh đi vệ sinh xong, anh đi vào, trèo lên giường và ngủ tiếp. Cho tới ngày hôm sau, anh và tôi có làm chuyện đó, nhưng anh rất qua loa, chưa ra tới chợ đã hết tiền, khiến tôi không thể nào chịu nổi. Cơn đói sách cứ dày vò cơ thể, khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tới ngày thứ 3 thì tôi hoàn toàn mất hứng khi tôi vô tình thấy chồng tôi có tin nhắn tới. Tôi liền mở ra đọc trộm và phát hiện chồng tôi đang nhắn tin qua lại với bạn diễn của mình. Cô ấy là nữ diễn viên Quỳnh Hoa và là bạn diễn của chồng tôi. Hai người đang đóng chung ở bộ phim mới. Trên phim, chồng tôi và cô ấy đóng vai chính và họ yêu nhau rất đắm say. Mặc dù chỉ là tin nhắn hỏi thăm nhau thôi, nhưng đã khiến cho tôi đau khổ. Tôi ghen tị với cô gái đó vô cùng.
Hết 3 ngày nghỉ ngơi, chồng tôi lại bắt đầu đi quay phim, và chính Quỳnh Hoa là người lái xe tới đón chồng tôi đi. Tôi đứng ở trên ban công nhìn xuống và thấy chồng mình lên xe của một người phụ nữ khác. Tôi đau khổ và thất vọng vô cùng. Tôi bắt đầu có suy nghĩ chồng tôi có người khác nên mới lạnh lùng thờ ơ với vợ như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tôi phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Từ khi biết chồng tôi nhắn tin qua lại với Quỳnh Hoa, tôi vô cùng khó chịu. Tôi lo lắng bất an vô cùng. Cả ngày tôi chỉ nghĩ về chuyện đó và không thể bình yên được. Hết giờ làm, tôi liền lái xe tới nơi chồng tôi đang quay phim. Thời gian này anh đang quay ở gần nhà tôi, nên tôi lái xe nửa tiếng là tới trường quay của anh. Nhìn từ xa, tôi thấy chồng mình đang đóng cảnh hôn với Quỳnh Hoa. Hai người đã hôn nhau say đắm. Đó là một cảnh phim thôi, nhưng nó đã giết chết tôi rồi. Tôi rơi nước mắt và nhớ lại lâu lắm rồi tôi và chồng tôi chưa hôn nhau cuồng nhiệt như thế. Vì không thể chịu đựng được nữa, tôi vội vàng lái xe về nhà. Tối hôm đó, chồng tôi về rất muộn. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi nên mỗi người quay một góc và không ai nói chuyện với ai. Sáng chủ nhật sau khi ăn sáng xong, chồng tôi lại đi quay phim tiếp. Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi vất vả và thở dài. Thằng Hiếu vất vả quá, đi quay phim suốt ngày suốt đêm như vậy, ốm thì phải làm sao? Tôi buột miệng nói ra, anh ấy đi quay phim vui lắm mẹ ạ. Ở trường quay có động lực để anh ấy làm việc hiệu quả nên mẹ không cần phải lo đâu. Cô nói thế là có ý gì hả? Con nghĩ mẹ nên hỏi chồng con câu đó thì hay hơn đó. Này, cô lại bắt đầu nói xiên nói xỏ con trai tôi đấy à? Hay là cô ghen tị với nó nên cô mới tỏ thái độ như vậy? Sao mẹ lại nói thế? Con ghen tị gì với anh ấy chứ? Mỗi người một công việc mà. Thôi đi, cô đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Cô ghen tị với nó vì cô không kiếm được nhiều tiền như nó, cô không được nổi tiếng như nó chứ gì. Mẹ à, con hài lòng với công việc của mình nên mẹ đừng nói con thế nữa. Mẹ chồng tôi bĩu môi khinh thường tôi. Cô có cái phòng khám bé tẹo, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền mà oai. Con trai tôi đóng một bộ phim, nó kiếm tiền tỷ đấy. Loại như cô xách dép cho nó không kịp. Nghe những lời nói coi thường của mẹ chồng, tôi điên quá mới cãi lại. Mẹ nói chồng con giỏi, chồng con kiếm nhiều tiền, nhưng chồng con kiếm tiền mang về cho mẹ tống vào két cất đi, chứ chồng con có nuôi được con ngày nào đâu. Hà mẹ, còn tiền con mua thức ăn hàng ngày, tiền điện, tiền ga, tiền sắm sửa cho cái gia đình này là tiền của con đấy, là tiền từ cái phòng khám bé tẹo của con đấy mẹ ạ. Thế là mẹ chồng tôi bổ lu bổ loa lên luôn. À thế ra Hoa là cô đang tính toán từng đồng tiền ăn với mẹ chồng cô, có đúng không? Ôi giời ơi, làng nước ơi, có đời thủa nhà ai con dâu tính toán chi ly từng đồng tiền ăn với mẹ chồng như vậy không hả? Con đang nói chuyện thế chứ con không tính toán tiền ăn với mẹ. Sao mẹ cứ nói quá lên thế ạ? Cô cứ mở mồm ra là nói cái giọng vừa đấm vừa xoa thế. Cô lừa được con trai tôi chứ cô không bao giờ lừa được tôi đâu. Tôi sẽ gọi điện và nói cho nó biết bộ mặt thật của cô. Đồ gian xảo. Vâng, con gian xảo. Mẹ muốn nói gì với chồng con thì mẹ cứ nói đi, con không quan tâm đâu. Thế là mẹ chồng tôi lấy điện thoại ra và gọi điện cho chồng tôi ngay lúc đó. Tôi quá mệt mỏi chuyện vợ chồng lạnh nhạt với nhau rồi, này lại thêm mẹ chồng tôi đặt điều cho tôi nữa. Tôi không muốn thanh minh giải thích thêm điều gì nữa nên tôi kệ bà, muốn nói gì thì nói. Mẹ chồng tôi đi ra ngoài sân và bắt đầu kể tội tôi với chồng tôi. Tôi ngồi ở trong phòng khách nghe loáng thoáng câu được câu không. Con ơi, con về mà xem vợ con nó tính toán với mẹ từng đồng tiền ăn đấy con ạ. Mẹ chỉ có mình con là con trai thôi mà vợ con nó như thế thì mẹ phải làm sao? Mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm rồi, có gì không phải các con thông cảm cho mẹ có được không? Hay là mẹ ăn riêng nhé, mẹ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng con đâu. Chứ bây giờ vợ con nó tính toán với mẹ từng ngàn lẻ như thế, mẹ nghĩ mẹ tủi thân lắm. Ông Đình ơi, ông ở dưới đó, ông có thấu lòng tôi không? Ông thấu thì ông về, ông mang tôi đi theo với. Chứ bây giờ các con nó hắt hủi thì tôi sống sao nổi. Ông ơi là ông.
Sau một hồi khóc lóc kể tội con dâu với con trai thì mẹ chồng tôi đã ngừng lại. Bà lau nước mắt và thản nhiên như không có chuyện gì. Sao trên đời này lại có người diễn giỏi như thế? Đáng sợ thật đấy. Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của chồng tôi. Tôi biết ngay là anh gọi để trách tôi vì những lời mẹ chồng tôi kể dễ gây hiểu lầm như vậy. Mà tôi thở dài rồi bắt máy. Dạ, em nghe. Ngay lập tức, chồng tôi mắng tôi xối xả. Em sống kiểu gì thế hả Quỳnh? Anh chỉ còn có mẹ thôi. Bố anh mất rồi. Giờ em phải thương mẹ anh chứ. Mẹ có tuổi rồi. Em hắt hủi mẹ thì mẹ biết nương tựa vào ai hả em? Em không hề hắt hủi mẹ. Sao anh lại nói em như vậy chứ? Anh không ở nhà, nhưng em làm việc gì anh đều biết cả đấy Quỳnh ạ. Em đã là vợ anh thì em phải thương mẹ anh. Còn nếu em không thể làm được điều đó thì chúng ta cứ suy nghĩ rồi đường ai nấy đi Quỳnh ạ. Những câu nói của chồng tôi như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh và tỉnh mộng về cuộc hôn nhân của mình. Phải chăng tôi đã chọn nhầm người rồi? Mặc dù bị chồng mắng xối xả, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói: anh đang hiểu lầm em đó. Em chưa bao giờ tính toán hay hắt hủi gì mẹ cả. Anh đừng nghe từ một phía mà hãy nhìn nhận mọi chuyện bằng mắt của mình anh ạ. Thôi đi, anh không muốn nói nhiều với em đâu. Anh bận lắm. Anh chỉ nhắc lại cho em nhớ rằng không có vợ này thì lấy vợ khác. Nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi. Em đã hiểu chưa? Anh nói vậy thì em chịu thua anh rồi, anh Hiếu ạ. Chồng tôi lạnh lùng tắt máy. Tôi thở dài và ngồi lặng yên suy nghĩ. Từ ngày tôi lấy anh đến bây giờ, anh ấy luôn đứng về phía mẹ anh ấy. Mặc dù chưa rõ đúng sai, nhưng đối với anh thì những lời mẹ anh nói luôn đúng cả. Tôi thấy thất vọng nhiều quá. Đúng là một phút bồng bột không suy nghĩ kỹ để bây giờ tôi phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng và mẹ chồng tôi như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho chồng: anh thật sự muốn ly hôn à? Chồng tôi không cần suy nghĩ mà nhắn tin lại ngay: tùy em. Tôi đọc tin nhắn mà lòng xót xa. Tôi không khóc nhưng cũng không thể cười gượng. Tôi thấy bế tắc thật sự. Tôi chán đời và đi lên phòng thay đồ. Tôi mặc chiếc váy body gợi cảm, trang điểm thật đẹp và đi ra khỏi nhà. Tôi tới một quán rượu sang trọng và gọi chai rượu ngon, rồi ngồi nhâm nhi một mình. Có tí men vào, tôi lại càng thấy buồn cho số phận của mình hơn. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, những người tới đây uống rượu đều là những người giàu có và đa phần là đàn ông. Trẻ có, già có. Ngồi một lúc, khi tôi đã ngà ngà say thì có một thanh niên trẻ tới ngồi cạnh tôi và nói: chào em ngồi uống một mình có buồn không? Tôi quay lại nhìn anh ta, thấy anh ta cũng cao ráo đẹp trai đấy. Tôi mỉm cười rồi trả lời: cũng hơi buồn đấy. Vậy anh ngồi cùng em nhé. Được thôi. Sau đó tôi và anh ta ngồi uống rượu cùng nhau. Tôi đang cần một bạn rượu nên tôi không quan tâm anh ta tên gì và ở đâu. Và tôi cũng không nói cho anh ta biết tên mình là gì cả. Anh ta chợt nói nhỏ vào tai tôi: em có muốn tình một đêm không? Tôi nhìn anh ta một lượt từ đầu tới chân rồi nghĩ: bao lâu rồi mình chưa được thăng hoa chuyện đấy nhỉ? Cũng lâu lắm rồi đấy. Hay là mình cứ thử tìm tình một đêm để lấp đầy sự cô đơn trống trải trong lòng mình bấy lâu nay nhỉ? Tôi gật đầu nói: cũng được đấy. Anh ta ghé vào tai tôi và nói: vậy mình đi luôn nhé baby. Dù là tỉnh một đêm thật đấy, nhưng tôi muốn mọi thứ phải luôn rõ ràng và quan trọng là không ràng buộc. Nên tôi và anh đã thỏa thuận trước với nhau là sau đêm nay chúng tôi sẽ coi như không quen biết nhau nữa. Anh ta đồng ý và lái xe chở tôi vào khách sạn. Thế nhưng người đàn ông tỉnh một đêm này lại làm tôi thất vọng. Anh ta không có màn dạo đầu, cũng không hôn tôi nên tôi không có cảm xúc. Rồi lại cái kiểu chưa đi tới chợ đã hết tiền nên tôi không thấy thỏa mãn và cảm thấy thất vọng. Tôi thấy anh ta thật vô vị và chẳng có chút ấn tượng nào về anh ta cả. Lúc này tôi đã tỉnh rượu và tôi thấy rất ân hận về việc làm sai trái của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng và tôi tự hứa sẽ không tái phạm nữa. Tôi trả tiền khách sạn và nhanh chóng trở về nhà để làm đúng bổn phận của mình. Hóa ra đàn ông trên thế gian này
đều tẻ nhạt giống nhau cả. Tôi tự hứa với bản thân là từ bây giờ tôi sẽ an phận bên chồng tôi và không bao giờ tơ tưởng tới người đàn ông khác nữa. Tôi đã chủ động làm lành với chồng tôi bằng cách tôi mua hoa quả và nước ép trái cây rồi mang tới tận trường quay cho chồng tôi và ekip làm phim ăn. Cái số của tôi nó bị làm sao ấy, cứ lần nào tới trường quay thăm chồng là tôi lại gặp cảnh chồng tôi đang đóng cảnh tình cảm với diễn viên nữ. Lần này là cảnh quay trong nhà tắm, chồng tôi mặc quần xịp và cởi trần, còn diễn viên nữ tên Hoa kia thì mặc bikini nóng bỏng mắt người nhìn. Trời ơi, cơn ghen trong tôi lại trào dâng lên, khiến toàn thân tôi nóng bừng. Tôi phải lấy hết can đảm để không nổi khủng lên. Tôi đã phải đến từ 1 tới 100 để lấy lại bình tĩnh đó. Cuối cùng thì cơn ghen của tôi đã hạ nhiệt. Tôi cố gắng cười vui vẻ và đi ra chỗ chồng tôi và nhẹ nhàng nói: "Anh yêu, có mệt không ạ?" Chồng tôi nói cái giọng rất vô tâm: "Anh không mệt, thế em tới đây làm gì?" "Dạ, em tới thăm anh, em mua đồ, anh và mọi người cùng ăn nhé, vẽ chuyện." Câu nói vô tâm của chồng khiến nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Chồng tôi khiến tôi bị quê trước mặt cả ekip luôn. Nhưng may mắn có chị biên kịch, chị liền nói: "Hiếu nói gì kỳ vậy? Vợ em quan tâm em thế mà, em nói giọng kỳ cục thế hả?" Hiếu im lặng không nói gì. Chị biên kịch lấy hoa quả đưa cho mọi người cùng ăn, rồi chị lại nói chuyện với tôi: "Chị thay mặt tất cả mọi người cảm ơn em nhiều nhé. Em gái đẹp người đẹp nết thế, em cũng đừng để bụng lời chồng em nói nhé. Cái thằng tính thô thiển vậy thôi, nhưng cái tâm nó tốt em nhỉ?" "Dạ vâng, chị nói đúng ạ. Em rảnh thì ở đây chơi một lát nữa, quay xong rồi em đi ăn cùng với mọi người cho vui nhé." "Dạ thôi, em ngại lắm ạ." "Ngại gì chứ, có chồng em bên cạnh rồi, còn ngại gì nữa?" "Dạ vâng ạ." "Ờ, thế em ngồi chơi nhé, rồi lát chị em mình nói chuyện sau." "Vâng, chị làm việc đi ạ." Mọi người trong ekip làm phim ai cũng vui vẻ hòa đồng với tôi. Chỉ có Hiếu và Hoa lại không vui. Vì sự có mặt của tôi mà Hoa lúng túng và có cảnh Hoa phải quay đi quay lại 10 lần mới đạt. Hiếu chồng tôi thì mặt cứ xị ra, có vợ ngồi đó nhưng anh cũng không ra ngồi cùng vợ. Hết cảnh quay, anh ngồi lướt điện thoại và chẳng để ý gì tới tôi cả. Thế nhưng tôi vẫn lì mặt ngồi đó, mục đích để cho kẻ thứ ba kia biết là Hiếu đã có vợ rồi. Thế nhưng Hoa vẫn vênh mặt lắm, cô ta còn thản nhiên khoác tay chồng tôi khi mọi người chuẩn bị đi ăn liên hoan. Ngay lập tức tôi lại đẩy Hoa ra, rồi tôi khoác tay chồng tôi: "Anh yêu, xe của mình ở đằng kia ạ." Thấy tôi kéo tay chồng tôi đi, Hoa liền nói: "Anh Hiếu, anh lái xe chở em đi mà, anh quên à?" Hiếu quay lại và nói: "À, anh quên mất." Sau đó Hiếu bảo tôi: "Em tự lái xe đi nhé, anh còn chở Hoa nữa." "Anh à, em là vợ anh mà, anh phải chở vợ của mình chứ, sẽ có người khác chở Hoa, anh đừng có lo." "Em tự lái xe đi, anh đi với Hoa rồi." Hoa liền đưa chìa khóa xe cho chồng tôi: "Chìa khóa đây ạ." Chồng tôi vui vẻ cầm chìa khóa rồi đi lấy xe. Anh bỏ mặc tôi đứng trơ trơ ở đó. Hoa cười đắc ý, cô ta chẹp miệng rồi nói: "Chồng chị không thích đi cùng xe với chị đâu, nên tôi nghĩ chị nên đi về nhà đi, đừng đi theo bọn tôi làm gì, kẻo mang nhục vào người đấy." Tôi ức lắm, nhưng ở đây đông người, tôi không thể làm mất mặt chồng tôi được. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Hoa: "Cô đừng có chơi chẽn quá, Hiếu là người đã có vợ, nên cô bớt bớt lại đi." "Chị đang sợ mất chồng đấy à? Nếu chị không tự tin thì chị hãy ly hôn đi. Anh Hiếu cũng đâu còn tình cảm với chị nữa đâu, nên chị cố níu giữ anh ấy làm gì nữa. Tôi nói cho chị biết bí mật này nhé, tôi và anh Hiếu đang yêu nhau đấy." Tôi uất ức nói: "Cô phá hạnh phúc gia đình người khác mà cô thấy vẻ vang tự hào như vậy sao?" "Đúng, tôi thấy vẻ vang lắm." "Tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa chồng tôi ra, nếu không thì cô sẽ phải trả giá đắt đấy." "Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Chị là cái thá gì để tôi phải sợ chứ?" "Tôi sẽ khiến cô không ngóc đầu được lên nổi đâu. Và đó là cái giá của việc cướp chồng người khác đấy. Cô hãy nhớ những lời tôi nói đi." Hoa vênh mặt lên và thách thức tôi: "Chị đang dọa tôi đấy à?" "Tôi không bao giờ sợ đâu, vì chị chỉ là một người thất bại mà thôi. Chị chống mắt lên mà xem đi." Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô. Tại sao một diễn viên nổi tiếng như cô lại trơ trẽn đi cướp chồng người khác như vậy được nhỉ?
Vậy nên chị hãy ly hôn đi. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Để tôi xem cô ở ngoài luồng được bao nhiêu lâu. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến chị phải rời bỏ chồng chị thôi. Cô tự tin quá nhỉ. Cô dùng cách gì để tôi rời bỏ chồng tôi vậy? Hoa ghé vào tai tôi và nói, anh Hiếu bảo ngủ với chị chán như cá chết vậy, nhạt nhẽo vô vị và không thích tí nào cả. Tôi nắm chặt bàn tay lại, tôi muốn đấm vào mặt cô ta, nhưng lúc đó mọi người đi ra khiến tôi phải kìm nén cơn giận dữ lại. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý. Cô ta ỏng ẻo đi về phía Hiếu. Hiếu lái xe chở cô ta đi trước mặt tôi mà không thèm nói với tôi một lời. Vì quá tức giận nên tôi mất kiểm soát. Tôi vội lên xe và đi theo xe của cô ta và Hiếu. Lúc đó xe của đoàn làm phim đi trước, chỉ còn xe của tôi và xe của Hoa, Hiếu đi phía sau. Lúc dừng đèn đỏ, Hoa còn liếc mắt nhìn tôi cười mỉa mai nữa. Cô ta cố tình chọc tức tôi đi mà. Nhưng cô ta chọc giận nhầm người rồi. Tôi sẽ tặng cô ta một vài món quà đặc biệt ngay bây giờ thôi. Tôi đi chậm lại phía sau xe của Hoa và Hiếu, và tôi vít ga lên đâm vào đít xe của họ dầm một phát. Xe của tôi móp đầu, còn xe của họ móp đuôi. Tầm này có hỏng xe thì tôi cũng chơi với họ tới cùng. Tôi phải cho họ thấy tôi sẵn sàng chết cùng họ. Dập. Tôi lại đâm thêm một phát nữa. Hiếu và Hoa hoảng sợ, họ dừng xe lại và thò cổ ra ngoài nhìn tôi. Hiếu hét lên, em bị điên rồi hả Quỳnh? Sao em lại đâm vào xe anh thế? Em muốn chết à? Tôi cũng hạ cửa kính và thò cổ ra trả lời, anh yêu, đừng có lo, em có chết cũng phải lôi anh chết cùng. Chúng ta là vợ chồng sống chết có nhau phải không anh? Em bị điên rồi, mau tỉnh táo lại đi. Tôi nhếch mép cười và tiếp tục kéo ga đâm vào xe họ một phát nữa. Rầm. Biển xe của họ đã rơi xuống đất. Chồng tôi và Hoa sợ quá vội mở cửa và bỏ chạy ra ngoài. Khi Hoa vừa ra khỏi xe, cô ta cuống cuồng lên không kịp đóng cửa xe, thì tôi kéo ga đâm thẳng vào cửa xe của cô ta, khiến cánh cửa hỏng và rụng rời từng mảnh nhỏ. Chồng tôi và Tiểu Tam thì chạy trốn khỏi hiện trường, chỉ còn một mình tôi ở lại với hai chiếc xe ô tô méo mó hư hỏng nặng. Mấy người ở gần đó đã báo cảnh sát, nên ngay sau đó tôi bị cảnh sát còng tay dẫn đi vì tội gây rối trật tự và phá hoại tài sản của người khác. Khi bị cảnh sát bắt, tôi không hề sợ hãi mà tôi thấy rất hả hê, bởi chồng tôi và Hoa đều là diễn viên nổi tiếng. Giờ chỉ cần chuyện bê bối tình cảm này lộ ra thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là hai người đó. Còn tôi thì chẳng sao cả, nên tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đâm vỡ xe khiến xe ô tô của Hoa bị hỏng nặng, tôi nghĩ tôi sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền cho Hoa. Thế nhưng tôi ngồi chờ mãi mà không thấy mấy anh cảnh sát phạt tôi gì cả. Họ để tôi ngồi một mình đó một lúc lâu, không ai hỏi tôi. Tôi thấy hơi lạ, sao họ lại không lấy lời khai của tôi chứ? Họ bắt tôi về đây mà lại để tôi ngồi không thế này là sao, khó hiểu thật. Vừa thấy anh cảnh sát đi vào, tôi liền nói, anh giải quyết việc cho tôi đi, để tôi còn đi về ạ. Anh cảnh sát nhẹ nhàng nói, vâng, chị chờ tôi một chút. Tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để nộp phạt vậy? À, chị không bị phạt, chỉ cần chị ký vào giấy cam kết là sẽ không tái phạm nữa là chị được về nhà. Ủa, là sao? Dạ, đây chị đọc giấy cam kết rồi ký tên và giúp em với hả? Tôi thấy ngạc nhiên lắm, rõ ràng là tôi cố ý đâm vào xe của Hoa và khiến xe của cô ta hư hỏng nặng, mà sau khi bị cảnh sát đưa đi, tôi cứ tưởng lần này tôi phải đền kha khá. Thế không chạy tốt, có khi tôi còn dính vào tù tội. Thế mà giờ cảnh sát lại nói tôi không phải đền tiền mới lạ lùng chứ. Tôi còn không tin và hỏi lại anh cảnh sát, anh vừa nói là em không phải đền tiền sao? Hay là em nghe nhầm nhỉ? Dạ, chị không nghe nhầm đâu. Chị không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cả. Chị ký tên vào giấy cam kết rồi đi về. Anh làm tôi thấy hoang mang quá đấy. Sau những gì tôi gây ra mà tôi lại không phải bồi thường cho người ta sao? Anh có nhầm lẫn gì không đó? Không nhầm lẫn đâu chị. Chị có thể về rồi ạ. Tôi chợt nhớ ra, tôi hỏi anh cảnh sát, có phải chồng tôi đã chạy tiền để lo chuyện này rồi đúng không? Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi. Giờ mời chị về cho.
Anh không nói nhưng tôi cũng biết rồi, chắc chắn là chồng tôi và cô gái tên Hoa đó đã lo vụ này, vì họ là diễn viên nổi tiếng mà, nếu để lộ ra thì người bị ảnh hưởng, bị mất mặt chính là họ. Mà tôi nói có đúng không? Chúng tôi không biết chuyện gì cả, vậy chị tự tìm hiểu thôi. Nói chuyện với anh cũng bằng thừa mà, tôi sẽ tự tìm hiểu chuyện này. Tôi bình thản đi về nhà. Chồng tôi vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi vừa thấy tôi về, bà đã đi ra và chửi ầm lên. Cô vừa gây họa rồi, có đúng không? Cô không biết suy nghĩ à? Cô muốn hại chồng cô sao? Mẹ lại bênh con trai mẹ rồi. Mẹ có bao giờ nghĩ tới con không hả mẹ? Con trai mẹ là con người, còn con dâu mẹ là con trâu, con bò hay sao ạ? Mẹ chồng tôi nghiến răng chỉ chết tôi. Cô còn không bằng con trâu, con bò ấy. Cái loại đàn bà vô ý thức, loại đàn bà khốn nạn. Hôm nay con trai tôi mà bị làm sao thì tôi giết cô đấy. Tôi thở dài rồi nói, mẹ biết chuyện con đâm xe vào xe của chồng con và con đĩ giật chồng đó rồi sao? Mẹ biết lý do tại sao con lại phát điên lên và mất kiểm soát như vậy mà mẹ vẫn chửi con. Mẹ nói con không biết suy nghĩ, nhưng con thấy mẹ mới là người không biết suy nghĩ đó mẹ ạ. Cô im đi, thằng Hiếu với cái Hoa nó chỉ là bạn diễn thôi, chứ chúng nó có gì đâu mà cô cứ lồng lộn lên như con rồ thế hả? Hai người đó đang yêu nhau đó. Mẹ, chính Hoa nói với con đó, hơn 3 tháng nay chồng con chả để ý hay động chạm gì tới con cả. Điều đó chứng tỏ chồng con đang có người phụ nữ khác đó mẹ. Vớ va vớ vẩn, cô suy nghĩ ấu trĩ nó vừa thôi. Tôi có nói thế nào thì mẹ chồng tôi vẫn bênh con trai chằm chặp. Vì ức chế quá tôi đã gào lên, có người đàn ông nào mới cưới vợ chưa lâu mà đã bỏ bê vợ suốt mấy tháng liền như vậy không hả mẹ? Con người chứ có phải sỏi đá đâu mà không có cảm xúc chứ. Và chính miệng Hoa thừa nhận, sao mẹ cứ bênh họ mù quá như thế hả? Tôi nói không phải là không phải, cô đừng có cãi lời tôi nữa. Mau đi vào dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước đi. Tôi không còn gì để nói với mẹ chồng tôi nữa rồi. Tôi đi lên phòng đóng chặt cửa lại. Tôi bế tắc. Không lẽ tôi và Hiếu phải ly hôn thật sao? 11 giờ đêm chồng tôi về. Nhìn anh rất mệt mỏi, tôi thở dài rồi nghĩ, chắc vì anh ta sợ bị lộ chuyện tình cảm bê bối của anh ta đây mà. Chồng tôi về, anh để tờ giấy ly hôn ở trên bàn và nói, cô ký đi, rồi đường ai nấy đi. Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Tôi nhìn tờ giấy ly hôn chua xót nói, anh ngoại tình ở bên ngoài, rồi khi về nhà anh lại kêu mệt mỏi và anh muốn ly hôn với vợ để tự do đi với nhân tình ư? Anh là kẻ khốn nạn, Hiếu ạ. Cô ký đi và đừng nói thêm nữa, bởi những việc cô gây ra ngày hôm nay còn khủng khiếp hơn cả việc tôi cặp bồ đấy. Tôi đã không thèm truy cứu rồi, nên cô đừng có giả mồm nữa. Tất cả những việc tôi làm là vì anh mà. Nếu anh không bỏ mặc tôi, nếu anh quan tâm tôi và nếu cô ta không thách thức tôi và nói tôi là kẻ thất bại thì chắc chắn tôi đã không gây chuyện rồi. Anh có hiểu không hả? Tôi không muốn đôi co với cô nữa. Ký đi, nhanh lên. Tôi cầm bút và ký tên vào giấy ly hôn. Thế là hết rồi một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mọi chuyện ra nông nỗi này là do chồng tôi có nhân tình hay là do tôi không biết cách giữ chồng, giữ hạnh phúc của mình để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi ký tên vào giấy ly hôn xong, Hiếu cầm tờ đơn ly hôn và rời khỏi nhà. Nhìn hạnh phúc của mình cứ xa dần. Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi không thể giữ nổi nữa rồi. Vậy là hết thật rồi sao? Hiếu đi qua phòng khách thì gặp mẹ anh. Con lại đi đâu thế, con trai? Muộn lắm rồi đấy. Mẹ ngủ đi, con đi rồi, mấy hôm nữa con về ạ. Thế giấy gì đấy, mẹ xem nào. Giấy ly hôn của con và Quỳnh mẹ ạ. Thế con quyết định ly hôn thật sao? Vâng ạ. Rồi bà hỏi nhỏ, chuyện con cặp kè với cái Hoa là thật à con? Hiếu khẽ gật đầu nói, vâng. Thế con xác định chắc chắn chưa? Ly hôn rồi khó có thể hàn gắn lại đó con. Con hiểu mà, mẹ nghỉ ngơi đi, con đi đây. Hiếu nhanh chóng rời khỏi nhà và đi tới nhà Hoa ở. Anh quyết định bỏ vợ để ở với nhân tình. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh Hoa. Ngày hôm sau, tôi quyết định dọn đồ ra phòng khám của mình ở vì tôi không muốn về bên nhà ngoại. Tôi vẫn chưa sẵn sàng kể cho bố mẹ tôi nghe chuyện tôi ly hôn với Hiếu, nên trong thời gian này tôi ra phòng khám ở là thích hợp nhất.
Thấy tôi dọn đồ, mẹ chồng tôi hỏi: "Cô đi đâu đấy? Con đã ký vào giấy ly hôn rồi, nên con dọn đi thôi mẹ. Cô mà dọn đi là không còn đường quay về đâu, nên cô suy nghĩ cho kỹ đi." Tôi bật cười rồi nói: "Vừa tối qua mẹ còn chửi con như kẻ thù, vậy mà hôm nay mẹ lại nói vậy là sao ạ?" "Thì tôi cứ nói thế, cô xác định rõ ràng rồi hãy đi. Con đã cố níu giữ chồng con rồi, nhưng chính anh ấy là người muốn ly hôn. Con hết cách rồi mẹ ạ." Mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Bà thở dài và đi về phòng. Tôi dọn đồ và đi thẳng tới phòng khám ở. Mấy ngày đầu tôi ở một mình ở phòng khám, tôi thấy chán nản vô cùng. Hết giờ làm mọi người đi về hết, chỉ còn một mình tôi thấy buồn và chán đời lắm. Tôi không biết phải làm sao để vơi đi những nỗi buồn đó. Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi chênh vênh nhất trong cuộc đời. Cuối cùng thì cũng tới ngày ra tòa ly hôn. Hôm đó tôi đã cố nhìn Hiếu thật lâu, vì đây là lần cuối tôi được nhìn anh ấy. Vì chúng tôi chưa có con chung nên mọi chuyện rất đơn giản. Và sau khi ly hôn xong, chúng tôi cũng không có lý do gì để gặp lại nhau nữa. Nhìn người đàn ông mà mình yêu thương rời xa mình, còn gì có thể đau xót hơn. Hoa đứng đợi đón Hiếu ở cổng. Nhìn thấy tôi, cô ta cười thỏa mãn: "Chị thua đậm rồi chị Quỳnh ạ, anh ấy đã chọn tôi." Tôi thở dài rồi nói: "Đây không phải chuyện xem ai thắng ai thua. Cướp được chồng của người khác, cô thấy thỏa mãn vậy à?" "Đúng thế, tôi rất thỏa mãn, tôi rất vui." "Thôi được rồi, cô cứ cười đi, cô cứ thỏa mãn đi. Anh ấy bây giờ là của cô rồi, tôi không có ý kiến gì cả. Chỉ mong cô sau này hãy tốt với anh ấy một chút." Hoa chỉ cười nhạt và không nói gì. Nhìn chồng mình đi theo người phụ nữ khác, đau lắm mọi người ạ. Tôi đau tới mức không khóc nổi nữa rồi. Vậy là kết thúc thật rồi. Từ bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi không thể để mọi người thấy tôi yếu đuối được. Trở về phòng khám, tôi tập trung vào công việc của mình và không nghĩ gì tới chuyện tình cảm nữa. Tôi tập trung làm việc kiếm tiền để vơi đi nỗi buồn về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi chăm chỉ làm việc, làm ngày, làm đêm, nên thời gian trôi qua nhanh. Mới đó đã qua nửa năm kể từ ngày vợ chồng tôi ly hôn rồi. Vào kỳ nghỉ lễ, tôi và nhóm bạn đi du lịch ở biển. Nhìn chúng bạn vui vẻ hạnh phúc bên chồng mà tôi thấy buồn lòng và tủi thân quá. Tôi nhớ lại ngày trước, lúc tôi và Hiếu mới cưới, chúng tôi đã cùng đi du lịch với nhóm bạn như thế này. Ngày đó hội bạn còn khen chồng tôi đẹp trai nhất trong hội. Chúng tôi còn hẹn tới ngày này sang năm chúng tôi sẽ đi biển chơi tiếp. Cuối cùng thì ngày này sang năm chồng tôi đã bỏ tôi rồi. Và tôi đi du lịch một mình cùng hội bạn. Năm nay hội bạn lại chúc tôi sớm tìm được người mới, để tôi có đôi có cặp cho đỡ lẻ loi. Tôi cười ngoài mặt nhưng lệ đổ trong tim. Trong lúc hội bạn tắm biển thì tôi ngồi trên bờ uống nước. Bởi vì chúng nó có đôi có cặp cả, giờ một mình tôi ra đó tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Tôi ngồi uống nước dừa và ăn mấy món ăn vặt ở bờ biển thì tôi nhìn thấy ở bên ghế trên kia, Hoa đang ngồi uống nước cùng một người đàn ông lạ mặt. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy Hiếu chồng cũ của tôi đâu cả. Ủa, Hiếu và Hoa không đi du lịch cùng nhau sao? Và điều bất ngờ là họ ở cùng khách sạn với tôi. Họ ở tầng 3, còn tôi ở tầng 2. Tôi còn nhìn thấy họ khoác tay nhau tình cảm ở nhà ăn của khách sạn nữa. Xem ra lão chồng cũ của tôi bị cắm sừng rồi. Tưởng thế nào chứ hóa ra sau khi bỏ tôi thì lão ấy lại bị Hoa cắm cho một rổ sừng. Tôi đi phía sau Hoa thì thấy cô ta và người đàn ông đó mở cửa phòng rồi đi vào. Họ ở chung một phòng, như thế có nghĩa là họ là một đôi rồi. Thế còn Hiếu chồng cũ của tôi thì sao nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra chụp vài kiểu họ tình tứ rồi mới đi về phòng. Tôi định không nói gì đâu. Bây giờ tôi và Hiếu không còn liên quan gì cả, nên anh ta có sao thì mặc anh ta. Nhưng duyên số sắp đặt kiểu gì mà tôi và Hoa lại chạm mặt nhau ở bãi biển. Khi tôi đi dạo thì tôi gặp Hoa và người đàn ông đó ôm nhau rất tình tứ ngay trước mặt tôi. Làm tôi thấy chướng mắt, tôi mới hỏi: "Đây không phải là cô Hoa sao?" "Đúng là cô thật rồi." Nhìn thấy tôi, Hoa vội đẩy người đàn ông kia ra và nói: "Đúng là tôi đây, có việc gì sao?" "À, cũng không có gì to tát, tôi chỉ thắc mắc
là anh ta là bạn trai mới của cô à? Người đàn ông đó gật đầu. Đúng, tôi là bạn trai của Hoa đây. Có chuyện gì không ạ? À, thì ra là vậy. Thế cô bỏ chồng cũ của tôi rồi à? Anh ta mới bỏ rơi tôi để theo cô được mấy tháng mà cô đã đá đít anh ta rồi à? Xem ra anh ta bị quả báo hơi sớm đó. Hoa ấp úng như kiểu cô ta giấu bạn trai mới của mình vậy. Chị nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đâu quen chồng cũ của chị đâu. Chồng cũ của chị là ai? Tôi có biết đâu chứ. Chị nhầm lẫn rồi đấy. Tôi chẹp miệng rồi nói. Cô không dám thừa nhận à? Nhưng thôi, không sao cả. Việc của cô và chồng cũ của tôi không còn bận tâm đâu. Nên giờ anh ta có mọc cả đống sừng trên đầu thì tôi cũng chả quan tâm. Nói xong tôi quay đi luôn. Ngoài mặt thì tôi nói không quan tâm tới chồng cũ, nhưng trong lòng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Không biết dạo này chồng cũ của tôi thế nào rồi nhỉ? Hoa đi du lịch cùng người đàn ông khác, không lẽ họ đã chia tay rồi sao? Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Hiếu, nhưng sau đó nghĩ lại tôi lại thôi không gọi nữa. Việc riêng của người ta tôi quan tâm làm gì chứ? Hết kỳ nghỉ lễ, tôi trở về phòng khám và chăm chỉ làm việc. Thế nhưng tôi lại luôn nghĩ tới chồng cũ của mình. Tôi lại nhớ tới chuyện tôi gặp Hoa và bạn trai ở biển nơi đó. Suy nghĩ mấy hôm liền, tôi thấy mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nên tôi quyết định gọi điện cho anh ấy. Alo, anh Hiếu à, em Quỳnh đây. Ừ, có việc gì thế? À, em gọi để hỏi thăm anh thôi. Và em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Cũng được, hôm nay tôi cũng rảnh. Thế mình đi uống cà phê anh nhé, quán cũ anh nhỉ? Ok, 2 giờ chiều. Vâng ạ. Từ lúc hẹn gặp chồng cũ, trái tim tôi lại thổn thức. Tôi đứng trước gương trang điểm thật đẹp và mặc chiếc váy trắng mà ngày trước Hiếu tặng tôi, rồi đi tới quán cà phê chờ Hiếu. Tôi đến quán cà phê từ rất sớm để chờ Hiếu. Quán cũ ngày xưa nhiều kỷ niệm mà tôi không thể quên được. Tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi và Hiếu còn đang yêu nhau, chúng tôi thường xuyên tới đây ngồi uống nước. Lần anh ấy cầu hôn tôi cũng tại đây. Những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về khiến tôi rơi nước mắt. Không biết anh ấy còn nhớ những kỷ niệm ngày đó không, hay là anh đã quên hết rồi. Tôi ngồi ôm những kỷ niệm đó mà lòng buồn và khó tả vô cùng. Tới hơn 2 giờ, Hiếu tới gặp tôi, anh có vẻ ngại ngùng. Xin lỗi, anh tới muộn một chút, em chờ anh lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới thôi ạ. Gặp lại chồng cũ sau nửa năm, tôi thấy anh gầy và đen hơn nên tôi hỏi. Dạo này anh vất vả, sao trông anh gầy thế? Anh vẫn vậy mà, dạo này em khác quá Quỳnh ạ. Em có khác gì đâu ạ, em xinh hơn trước. Cảm ơn anh, em thấy em béo hơn ạ. Béo một chút mới đẹp em nhỉ. Tôi và Hiếu ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa và cùng cười vui. Ngày còn ở cùng nhau, chưa bao giờ chúng tôi được vui vẻ như thế. Giờ ly hôn rồi mới vui vẻ được là sao vậy nhỉ? Ngồi nói chuyện một lúc lâu, tôi mới nhớ lại chuyện tôi gặp Hoa đi du lịch cùng người đàn ông lạ. Nên tôi hỏi Hiếu. Anh Hiếu này, anh dạo này thế nào? Còn yêu Hoa không ạ? Anh vẫn vậy, anh và Hoa cuối năm nay cưới em ạ. Vậy ạ, chúc mừng anh nhé. Ừ, cảm ơn em. Còn em đã có bạn trai mới chưa? Em chưa, em vẫn một mình. Sao em không tìm bạn trai đi? Một mình không buồn à? Em sợ hai mình còn buồn hơn một mình anh ạ. Em cứ nghĩ thế chứ, chắc chắn hai mình phải vui hơn một mình rồi. Em có chuyện này không biết có nên nói với anh không nữa. Em nói đi, có chuyện gì thế? Chuyện là hôm 30 tháng 4 vừa qua, em đi biển chơi với hội cái ngân ý. Hôm đó em gặp Hoa đi chơi cùng một người đàn ông lạ mặt anh ạ. Nghe tôi nói như vậy, Hiếu sầm mặt lại. Em gặp Hoa đi chơi cùng bạn trai ở đó sao? Em có nhìn nhầm không? Hôm đó Hoa nói, Hoa về quê ăn cỗ mà, anh bận đi chụp hình nên không về cùng được mà. Em không nhìn nhầm đâu, em còn chụp lại vài kiểu ảnh thế này. Tôi liền dở điện thoại ra cho Hiếu xem mấy tấm hình Hoa tỉnh tứ ôm ấp trai lạ ở khách sạn lần trước. Lúc đó mặt Hiếu biến sắc, anh lẩm bẩm, khốn kiếp, nó vẫn qua lại với thằng này sau lưng anh. Ủa, như vậy là anh bị cắm sừng hả? Hiếu thật thà kể với tôi. Ừ, trước nó yêu anh, rồi sau lưng anh lại qua lại với thằng này nữa.
Anh biết chuyện anh nói thì nó bảo chấm dứt với thằng này rồi. Thế mà nó dám nói dối anh là về quê ăn cỗ để đi chơi với thằng này. Khốn kiếp thật đấy. Bảo sao hôm đó ở khách sạn, chính anh ta nói là bạn trai của Hoa, họ tình tứ lắm. Tưởng anh thế nào, hóa ra sau khi bỏ rơi em, anh lại va phải một con đĩ à? Hiếu cay cú lắm, anh lập tức đi về, chắc là đi tìm Hoa để nói chuyện rồi. Nhìn chồng cũ của mình vội vàng bước đi, tôi thoáng buồn lòng và có chút tiếc nuối. Tôi mạnh dạn lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng cũ. Anh à, nếu mệt mỏi quá thì về bên em thương anh. Hiếu đã đọc nhưng không trả lời, chắc anh ấy đang cay cú chuyện bị Hoa cắm sừng. Anh ấy đi về rồi mà tôi vẫn ngồi đó một mình, gặm nhấm những kỷ niệm ngày xưa. Hiếu hủy lịch quay phim, anh không nói gì với Hoa cả. Anh âm thầm trở về chung cư nơi Hiếu và Hoa đang ở để xem Hoa có ở nhà ngủ như lời Hoa nói không. Trong đầu Hiếu có linh cảm Hoa dẫn trai lạ về nhà, vì lúc sáng anh nói với Hoa là anh có lịch quay ở ngoài tỉnh lẻ nên anh sẽ vắng nhà 3 hôm tới. Và anh nghĩ khi anh vắng nhà, Hoa sẽ dẫn trai về hú hí sau lưng anh. Hiếu bắt xe taxi trên đường về, anh nóng ruột lắm, bởi anh biết người mà Hoa đang qua lại là Tân, là người mẫu và sống ở gần khu chung cư mà anh và Hoa đang ở. Và khi anh vắng nhà, chắc chắn họ sẽ qua lại với nhau sau lưng anh. Càng nghĩ, Hiếu càng nóng ruột và khó chịu vô cùng. Về tới chung cư, anh đứng ở ngoài cửa và bấm chuông. Hoa đang tắm trong phòng, còn Tân mặc mỗi quần xịp và nằm ở ghế sofa. Nghe tiếng chuông cửa, Tân hỏi Hoa: "Vợ ơi, vợ đặt xôi gà đúng không?" "Vâng ạ, chắc người giao hàng tới đó. Anh ra mở cửa đi, tiền trong ví của em đó." "Ok vợ." Tân cầm tiền rồi ra mở cửa. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Hiếu. "Anh Hiếu." Hiếu nghiến răng nói: "Thằng chó, sao mày dám tới đây hả?" "Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó chứ. Anh và Hoa chia tay rồi, sao anh còn tới đây tìm cô ấy hả? Tôi thấy phiền đấy." Hiếu nắm chặt bàn tay lại và nói: "Mày nói gì? Tao và Hoa chia tay khi nào hả?" "Hoa nói với tôi là anh và cô ấy chia tay 3 tháng nay rồi. 3 tháng nay tôi và cô ấy yêu nhau mà. Sao tự dưng anh lại tới đây hả?" "Đây là nhà tao, và tao và Hoa chưa chia tay nhau. Tao vừa mới đi vắng cái là Hoa đã dẫn mày về đây rồi. Cái lũ khốn nạn này, hôm nay chúng mày chết với tao." Hiếu vô cùng tức giận, anh lao vào đấm Tân. Tân cũng không phải dạng vừa, cậu ta đấm lại Hiếu. Cả hai lao vào đấm nhau ngay ở cửa nhà. Hoa tắm xong, cô quấn khăn rồi đi ra hỏi: "Chồng ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế?" Hiếu gắt lên: "Con đĩ, mày lừa tao suốt 3 tháng nay rồi, nay chúng mày chết với tao." Hoa mặt tái mét khi nhìn thấy Hiếu. "Anh Hiếu, đang quay phim ở ngoài tỉnh cơ mà. Nếu tao không quay về thì để mày lại tiếp tục qua mặt tao à? Cút, cút hết cho tao." Sau khi đấm Tân chảy máu mũi, Hiếu lao vào túm tóc Hoa và đuổi Hoa và Tân ra khỏi chung cư. Hiếu vào nhà, anh mở tủ và lôi hết quần áo giày dép của Hoa ném ra ngoài. Hiếu cắn chặt răng để kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. Hiếu là người đàn ông có tính gia trưởng và truyền thống, cổ hủ, nên anh ghét nhất những người đàn bà không chung thủy. Lần trước anh đã nhắm mắt cho qua rồi, vì anh mới ly hôn với vợ để đến với Hoa xong mà lại bỏ Hoa luôn thì anh ngại với mọi người, nên anh đã cố gắng cho qua. Nhưng chỉ sau một tháng, Hoa lại tiếp tục cắm sừng anh, và anh bị cắm sừng 3 tháng nay mà anh không hề hay biết. Hoa cũng không hề luyến tiếc hay lụy tình. Cô và Tân nhanh chóng rời khỏi chung cư. Hiếu ngồi trơ trơ ra đó, nỗi nhục này khiến anh thấy hận bản thân mình. Từ hôm Hoa rời khỏi chung cư, Hiếu chán đời, anh bắt đầu uống rượu bê tha và bỏ bê công việc của mình. Người trong đoàn phim gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, khiến đoàn phim phải gián đoạn vì anh. Nhưng hiện giờ anh đang chìm đắm trong men rượu thì làm sao anh có thể đi quay phim được chứ? Một tuần trôi qua kể từ hôm tôi gặp chồng cũ ở quán cà phê, tôi cứ thấy mong nhớ chồng cũ của mình. Không biết anh ấy và Hoa sao rồi, anh ấy có ổn không? Tôi luôn để chuông điện thoại như để chờ tin nhắn của ai đó. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tôi nhìn điện thoại và thở dài. Mình muốn gặp anh ấy.
Cuối cùng thì điều tôi mong ước cũng đã quay lại. Hiếu gọi điện cho tôi. Nhìn số anh ấy, tôi vội vàng bắt máy ngay. Dạ em nghe. Giọng Hiếu lè nhè. Em đang làm gì thế? Em tới đây với anh có được không? Dạ được, em tới ngay ạ. Tôi vội vàng thay quần áo và phi như bay tới nhà Hiếu. Tôi thấy vui lắm, tôi mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi tới chung cư nơi chồng cũ của mình đang ở. Đập vào mắt tôi là cảnh Hiếu say rượu nằm ở ghế sofa, tay vẫn còn cầm chai rượu, ngồi trên bàn và dưới sàn nhà. Nào là quần áo, vỏ chai, rác đủ loại. Chắc cả tuần nay anh ấy không dọn nhà. Rồi tôi lại vội vã lại chỗ Hiếu và hỏi. Anh Hiếu, sao anh uống nhiều như vậy chứ? Hiếu mở mắt ra nhìn tôi, rồi anh lè nhẹ nói. Quỳnh tới rồi à? Anh mệt quá em ạ. Trời ơi, anh uống nhiều thế, mệt là đúng rồi. Anh ngồi chờ xem một chút, em xuống dưới tầng 1 mua đồ cho nha. Tôi vội vàng đi xuống tầng 1 mua chanh để pha nước cho Hiếu uống giã rượu. Rồi khi Hiếu nằm ngủ, tôi bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp cái đống bừa bộn trên sàn nhà. Tôi dọn dẹp sạch sẽ và giặt rũ phơi quần áo cho Hiếu như một người vợ thật sự vậy. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại làm thế nữa. Phải chăng tôi vẫn còn tình cảm với Hiếu và mong ngày tái hợp cùng anh? Tôi lau dọn xong cũng đã 10 giờ tối. Tôi lại gần chỗ Hiếu nằm ngủ và nhìn anh ấy một lúc. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy mà sao tôi thấy buồn lòng khó tả lắm. Tôi ngồi nhìn Hiếu thêm một lúc rồi khẽ nói, anh ngủ ngon, em về đây. Khi tôi đứng dậy để đi về thì bất ngờ Hiếu nắm tay tôi lại. Em đừng về, em ở lại đây với anh đi. Anh tỉnh giấc từ khi nào thế ạ? Anh tỉnh từ lúc em ngồi nhìn anh đó. Sao thế? Mặt anh dính gì mà em nhìn anh vậy? À, lâu không gặp nên em nhìn anh một chút ạ. Em nhìn anh nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Nhớ anh à? Chuyện đó. Nhớ anh thì nói nhớ anh, đừng ngại. Tôi chưa biết phải nói gì thì Hiếu kéo tôi nằm xuống cạnh anh, khiến tim tôi đập loạn xạ hết cả lên. Anh làm gì vậy? Buông em ra, em còn đi về. Hiếu ghé sát mặt anh vào mặt tôi và nói, vợ à, ở lại đây với anh đêm nay đi. Đấy, chỉ cần một câu nói của Hiếu thôi là tôi đã vứt hết liêm sỉ đi rồi. Tôi ngây người ra nhìn anh, rồi bất chợt chúng tôi lao vào nhau và hôn nhau cuồng nhiệt. Sau nụ hôn nồng cháy, tôi và Hiếu ôm nhau rồi đi vào trong phòng ngủ và cuồng nhiệt ái ân. Thế là sau hơn nửa năm tôi thiếu vắng hơi đàn ông thì ngày hôm nay tôi được hòa vào vòng xoáy của tình dục, thỏa mãn khát khao trong tôi bấy lâu nay. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm khát khao trong con người Hiếu. Cả hai chúng tôi như có ngọn lửa bùng cháy lên mạnh mẽ. Đêm đó tôi vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi nằm im trong vòng tay Hiếu. Chính vì quá hạnh phúc mà tôi quên luôn uống thuốc tránh thai, và cuộc đời tôi sắp bước sang một trang mới. Tôi và Hiếu đã quyết định quay lại với nhau, vì lúc này chúng tôi phát hiện ra cả hai chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Thế là tôi lại bất chấp tất cả để chạy về bên anh. Hiếu đưa tôi về phòng khám lấy quần áo đồ đạc và đón tôi tới chung cư ở với anh. Thời gian này tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè người thân. Tôi chả quan tâm ai nói gì cả, miễn sao tôi được ở bên Hiếu và cảm thấy hạnh phúc là được. Hiếu bắt đầu đi quay phim trở lại. Tôi ở nhà cơm nước dọn dẹp chờ chồng yêu về. Đợt này khi phòng khám có ca bệnh nghiêm trọng thì tôi mới tới thôi. Còn bình thường tôi để cho nhân viên làm hết. Tôi ở nhà chăm chồng, chăm lo cho tổ ấm của mình. Hôm nay Hiếu đi quay phim, tôi ở nhà nằm chờ chồng về. Tôi đang nằm lướt điện thoại thì có chuông cửa. Ủa, ai vậy nhỉ? Tôi ra mở cửa và khá bất ngờ khi thấy Hoa, cô ta tới tìm Hiếu. Tôi nóng hết cả người. Tôi vênh mặt lên hỏi, cô tới đây có chuyện gì? Hoa cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chị Quỳnh, sao chị lại ở đây ạ? Anh Hiếu đâu rồi? Tôi và anh Hiếu đã quay về bên nhau rồi đấy. Cô mà còn lảng vảng ở bên cạnh tôi là tôi chém chết đấy. Cô nghe cho rõ nhé. Mặt Hoa sầm lại, cô ta ấp úng. Không thể nào, chị lừa tôi đúng không? Tôi lừa cô làm gì hả?
Giờ thì cô biến đi, đừng để tôi phải điên lên. Tôi cảnh cáo Hoa và nhấn mạnh cho Hoa biết rằng cô ta không còn cửa mà lảng vảng bên chồng tôi nữa. Để cô ta biết thân biết phận của mình, tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng nếu tôi phát hiện cô ta lảng vảng bên cạnh chồng tôi. Sau một tháng quay lại với chồng cũ thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay lập tức tôi gọi điện thông báo cho chồng tôi. Anh cũng bất ngờ lắm. Anh nói hôm nay anh sẽ về sớm với tôi. Tối hôm nay sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng tôi lên giường nằm ôm nhau và hàn huyên tâm sự. Cả tôi và Hiếu đều bất ngờ và hạnh phúc khi biết chúng tôi sắp có con. Hiếu ôm chặt tôi và nói, Quỳnh à, anh xin lỗi em vì bấy lâu nay anh đã làm khổ em. Nhưng anh hứa từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em và con tất cả. Dạ, anh đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Mọi chuyện đã qua cả rồi ạ. Em yêu anh nhiều lắm anh ạ. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh thề đấy. Dạ, vâng ạ. Rồi Hiếu thở dài và anh tự trách bản thân mình. Giờ nằm nhớ lại những chuyện anh đã gây ra cho em, anh thấy ân hận lắm vợ ạ. Ngày đó anh thật hồ đồ vợ nhỉ. Anh sai rồi, ngàn lần xin lỗi em. Tôi thấy Hiếu cứ áy náy mãi về những chuyện đã qua đó, nên tôi đã lỡ mồm nói ra chuyện ngày trước. Vì quá chán đời nên tôi đã đi tìm tỉnh một đêm với trai lạ cho Hiếu nghe. Anh đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa nhé. Em cũng từng phạm sai lầm mà anh. Ngày trước khi anh lạnh nhạt với em, bỏ bê em và em chán đời, em đã đi tỉnh một đêm để thỏa mãn dục vọng, nhưng vẫn không thể thỏa mãn anh ạ. Nghe tôi nói như vậy, mặt Hiếu sầm lại, anh cau mày nhìn tôi. Em đã đi tỉnh một đêm sao? Vâng ạ. Vòng tay Hiếu đang ôm chặt lấy tôi, anh liền buông ra. Anh đẩy tôi ra và anh ngồi dậy. Anh à, anh đi đâu thế? Hiếu không trả lời. Anh đi ra phòng khách ngồi hút thuốc một mình. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu và tại sao anh lại có thái độ như thế? Chồng tôi ra ngoài phòng khách ngồi hút thuốc mãi không thấy vào, mà tôi lại buồn ngủ, chả hiểu sao. Từ lúc mang thai tôi lại hay buồn ngủ như thế. Tôi có thể ngủ từ sáng cho tới chiều tối mà không cần dậy ăn cơm. Không lẽ tôi ngén ngủ rồi? Đến khi tôi mở mắt ra thì đã 8 giờ sáng. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy chồng tôi đâu cả. Anh ấy đi đâu mà sao không thấy nói gì với tôi? Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi mấy cuộc liền mà không thấy ai trả lời cả. Tôi tìm số của chị quản lý của chồng tôi để gọi, thì chị ấy nói chồng tôi đang quay phim rồi. Lạ thật, anh ấy đi làm mà không thấy nói gì với tôi cả. Tôi thoáng buồn lòng. Anh ấy sao vậy nhỉ? Tôi bắt đầu nhớ ra những lời tối qua tôi nói với anh. Chết rồi, không lẽ anh giận chuyện tôi đi tìm tình một đêm thật sao? Anh ấy giận tôi nên sáng nay anh ấy đi làm. Anh ấy đã không thèm nói với tôi một câu nào. Tôi phải làm sao bây giờ? Tới trưa tôi biết giờ này anh đang nghỉ trưa, nên tôi gọi điện cho anh ấy để hỏi xem anh ấy ăn uống gì chưa. Nhưng vẫn như lúc sáng, tôi gọi mấy cuộc liền, anh ấy không trả lời, thậm chí anh còn tắt luôn. Tôi lo lắng lắm. Tôi không biết anh giận tôi vì chuyện ngày đó tôi tìm tình một đêm, hay là anh giận tôi chuyện gì khác. Vì anh không nói nên tôi không biết là tại sao cả. Cả ngày anh không nghe máy, cũng không nhắn tin cho tôi, khiến tôi lo lắng bất an mãi. Tôi lại chờ tới tối để chồng về, nhưng chồng tôi không về. Tôi gọi điện cho anh lần này thì tôi gọi tới lần thứ ba anh nghe máy. Alo, anh ơi, sao cả ngày hôm nay em gọi anh không nghe máy thế ạ? Anh bận. Dạ, không gọi được cho anh, em lo quá. Thế anh sắp về chưa ạ? Này, không về. Anh không về? Ừ. Rồi anh tắt máy tút tút luôn. Anh cũng không thèm hỏi tôi câu nào mà lạnh lùng tắt máy khi chúng tôi đang nói chuyện như thế. Tôi thấy buồn lắm. Tôi đang mang thai con của anh ấy mà sao anh ấy không hỏi han quan tâm tôi một câu như vậy chứ? Tôi gọi lại cho anh nhưng không nghe máy. Trong lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ và cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi không thể chợp mắt một phút nào luôn. Tôi nằm trằn trọc chờ tới khi trời sáng để tôi đi tới trường quay gặp chồng tôi. Vì cả đêm không ngủ được nên người mệt mỏi,
Tôi đi taxi sau một tiếng ngồi trên xe thì tôi đã có mặt ở trường quay. Lúc đó chồng tôi đang rảnh, anh ngồi chơi, nhưng anh lại không để ý gì tới vợ cả. Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh ấy còn nhiều hơn cả ngày trước. Tôi lại gần anh ấy và nhẹ nhàng nói: "Chồng ăn sáng chưa ạ? Em tới đây làm gì? Vợ chồng mình nói chuyện một lát nhé, anh bận rồi." "Để sau nói đi." "Em đã tới tận đây rồi, mình nói chuyện một lát thôi ạ." Chồng tôi thở dài, tỏ rõ sự thất vọng, nói nhanh lên. Tôi liền nắm tay chồng và nói: "Anh giận em đấy à? Chuyện ngày đó em đi tìm Tình một đêm ý, nói nhanh đi." "Anh à, em xin lỗi anh, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em anh nhé." Hiếu thở dài rồi nói: "Anh rất thất vọng về em, anh không nghĩ em lại là người như thế, em sống buông thả bản thân như thế, em không thấy mình hư hỏng à? Tại lúc đó anh bỏ rơi em đi theo người khác nên em buồn chán quá, em đi uống rượu và không kiềm chế được cảm xúc của mình, em xin lỗi." "Giờ chuyện đó xảy ra rồi, em xin lỗi cũng vô ích thôi Quỳnh ạ. Giờ em về đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau." Tôi uất nghẹn, nước mắt cứ chảy ra. "Sao anh có thể lạnh lùng vô tâm với em như vậy? Anh có thể phản bội em đi theo người khác được, còn em thì không sao. Anh lừa dối em bao nhiêu ngày tháng, em cũng tha thứ cho anh tất cả. Vậy mà em chỉ mắc sai lầm một lần duy nhất, anh cũng nhất quyết không bỏ qua cho em. Như vậy là không công bằng với em. Em nên nhớ, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, ra ngoài chả thằng nào là không gái gú cả. Nhưng người phụ nữ đã có chồng thì không được phép ngoại tình. Đã là vợ thì phải một lòng chung thủy với chồng và gia đình chồng, em hiểu chưa? Một lòng chung thủy với chồng, ngay cả khi chồng của mình phản bội mình và tìm đủ mọi cách để ly hôn với mình sao? Tùy em nghĩ. Anh là một thằng tồi tệ, Hiếu ạ. Em cũng chả khác gì anh đâu. Tại sao em có thể ngủ với một thằng đàn ông lạ mặt được nhỉ? Em thèm tới mức đó sao? Anh cầm mồm đi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Em sẵn sàng cho thằng khác thì em cũng chả tốt đẹp gì đâu. Anh cút khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại một thằng tồi như anh nữa. Tùy em thôi. Tôi sẽ tự nuôi con. Anh không xứng đáng làm bố của con tôi đâu. Hiếu chẹp miệng rồi nói: Chắc gì đứa bé là con của tôi, nên tôi cũng không quan tâm đâu. Vì quá uất ức nên tôi đã tát cho Hiếu một phát vào mặt, bốp một phát. Đồ khốn nạn, tôi hận anh. Sau màn cãi nhau kịch liệt với Hiếu, tôi lững thững đi bộ trên đường về. Nhiều xe taxi chạy ngang qua, họ dừng lại hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi muốn lang thang một mình. Lúc này tâm trạng tôi không tốt nên tôi không muốn gặp ai cả. Những lời Hiếu nói đã giết chết trái tim của tôi rồi. Anh ấy có thể ngoại tình rất nhiều lần, anh ấy có thể đối xử tệ với tôi, nhưng tôi lại không được phép làm thế với anh ấy. Tại sao lại bất công như vậy? Từ lúc biết tôi từng đi tình một đêm, anh ấy đã trở thành một con người khác. Anh ấy bỏ mặc tôi, mặc dù anh ấy biết tôi đang mang thai. Anh ấy xúc phạm tôi, khinh bỉ tôi và nói tôi là một kẻ phản bội, kẻ không ra gì. Nhưng anh ấy lại không thừa nhận mình là người gây ra. Tôi uất ức, tôi căm hận bản thân mình vì đã luôn mong nhớ anh ấy và cho anh ấy một cơ hội để quay lại hàn gắn. Để tới bây giờ, sau hơn một tháng vui vẻ bên nhau, anh ta lại bỏ rơi tôi. Lần này nỗi đau nhân đôi vì tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. Tôi cứ tưởng khi quay lại, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau và niềm hạnh phúc nhân đôi khi chúng tôi có con. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Tôi vừa đi vừa khóc chua xót cho số phận của mình. Tôi khóc nhiều tới lúc mắt sưng húp lại. Vì tôi đang mang thai nên đi bộ quá lâu tôi bị đau bụng. Tôi vô cùng lo lắng và bắt taxi trở về phòng khám. Cuối cùng thì tôi đã nhận được kết quả cay đắng. Tôi và Hiếu lại đường ai nấy đi sau hơn một tháng quay lại với nhau. Cũng may lần này chúng tôi chỉ dọn về ở chung thôi, nên dọn đi cũng nhanh và không có gì ràng buộc nhau cả. Lần này quay lại tôi được lời đứa con trong bụng, nên tôi dẹp hết những tiêu cực đi để dưỡng thai thật tốt. Tôi sẽ tự nuôi con và nuôi dạy con nên người. Trải qua những lần phản bội, tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa.
Lúc này con và công việc là những điều tôi quan tâm nhất, còn những chuyện khác có cũng được mà không cũng chẳng sao. Tôi mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra một cô công chúa, và tôi đặt tên con gái là Bình An, với mong muốn con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và an bình cả cuộc đời. Là mẹ đơn thân nhưng tôi thấy rất thoải mái. Con gái là hạnh phúc của tôi, nên chỉ cần có con ở bên là tôi cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi bận với công việc ở phòng khám rồi chăm con gái. Tôi cứ loanh quanh cả ngày không ngừng tay. Vì quá bận rộn nên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại chồng cũ của mình. Thì thoảng tôi thấy ảnh anh ấy ở trên mạng hoặc trên tivi. Chắc bây giờ anh ta đang hạnh phúc bên người mới rồi. Nhưng anh ta là diễn viên nên chuyện tình cảm anh ta giấu kỹ lắm, nên không ai biết. Năm nay con gái tôi đã 3 tuổi rồi. Con lớn, con hỏi về bố thì tôi biết phải trả lời thế nào đây. Đưa con đi lớp, tôi gặp một chị cũng đưa con đi lớp. Chị ấy hỏi tôi: em là mẹ của bạn Bình An à? Dạ vâng ạ. Chị là mẹ của bạn Minh Đức. Hai đứa đi lớp chơi thân với nhau lắm em ạ. Dạ vâng. Thế tốt quá chị nhỉ. Ừ, chị thấy Minh Đức nói bạn Bình An không có bố. Chuyện đó là thật à em? Câu hỏi thẳng thắn của mẹ Minh Đức khiến tôi thoáng buồn lòng. Tôi ấp úng nói dối: không phải vậy đâu chị. Chồng em làm việc ở nước ngoài nên ít về, nên mọi người tưởng vậy, chứ không phải vậy đâu ạ. Thế à? Chắc không thấy bố bạn Bình An tới đón nên mọi người tưởng. Vâng ạ. Đã nói dối thì nói cho trôi luôn. Tôi nói tiếp: chồng em sắp về hẳn rồi chị ơi. Rồi sẽ có ngày chị gặp chồng em đi đón con ạ. Ừ, vậy khi nào rảnh em đưa Bình An tới nhà chị chơi với Minh Đức nhé. Hai đứa chơi thân lắm em ạ. Chị sẽ làm bánh bông lan mà Bình An thích cho hai đứa ăn. Dạ vâng ạ. Tôi gật đầu chào chị ấy rồi đi về. Cả ngày hôm đó tôi nghĩ về chuyện đó. Con gái tôi càng ngày càng lớn hơn, nó sẽ hỏi về bố. Tôi biết phải trả lời sao đây. Từ trước tới nay tôi vẫn nói dối con và mọi người rằng bố của Bình An làm việc bên nước ngoài. Nhưng tôi không thể nói dối mãi được. Giờ Bình An còn nhỏ thì nó tin, chứ sau này nó lớn rồi thì nó sẽ biết sự thật thôi. Sao tôi có thể nói dối con gái tôi mãi được. Tới chiều, tôi tới đón con về. Trên đường tôi hỏi con gái: con gái mẹ có bạn trai rồi hả? Vâng ạ. Ha, con gái tôi nó hồn nhiên nói: con thích bạn Minh Đức mẹ ạ. Mẹ cưới bạn Minh Đức về cho con đi. Tôi đứng hình mất vài giây, đầu tôi không loát kịp luôn. Con gái tôi mới hơn 3 tuổi, nó mới đi lớp được nửa năm mà nó đã có bạn trai rồi đấy mọi người ạ. Lại thừa hưởng tính mê trai giống mẹ rồi. Tôi cười rồi xoa đầu con: mẹ chịu con rồi đấy. Chưa cài sữa mà đã có bạn trai rồi. Con lớn rồi mà. Lớn mà đi ngủ vẫn sờ ti mẹ đó hả? Thôi được rồi, con không có sờ ti nữa. Được lắm, nếu tối nay mà còn sờ là mẹ đánh vào tay đấy. Vâng, con biết rồi. Đi được một đoạn, nó nhìn qua cửa kính ô tô và hỏi: mẹ ơi, bố con có đẹp trai như chú kia không? Tôi nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè. Trông anh ấy rất đẹp trai, tôi gật đầu: bố con còn đẹp hơn đó. Thật không mẹ? Thật. Thế mẹ gọi điện để con nói chuyện với bố đi. Gọi video để con nhìn bố luôn nha mẹ. À, lần trước mẹ đã nói rồi mà, bố con ở bên đó không có mạng đâu, nên không gọi được con ạ. Thế là nó gào lên ăn vạ và bắt tôi phải đưa nó đi gặp bố. Con muốn gặp bố, mẹ đưa con đi gặp bố đi. Bố đang ở xa mà con, bao giờ bố làm xong việc rồi bố về với mẹ con mình mà. Mẹ nói dối con, mẹ lừa con à? Mẹ nói thật mà, cuối năm nay bố con về, con ngoan đừng có khóc nữa nhé. Con ngoan thì bố mới nhanh về con ạ. Tôi nịnh con gái cả đoạn đường về. Rồi tôi mua đồ chơi, mua búp bê, mua váy công chúa cho con, để con quên chuyện gặp bố đi. Nhưng nó chỉ quên lúc đó thôi. Ngày hôm sau nó lại nhớ ra, và cứ đến giờ đi học nó lại gào ầm lên:
và bắt tôi gọi bố về cho nó, khiến tôi rất khổ sở và tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa. Con gái tôi càng lớn nó càng thông minh, nó hỏi về bố nhiều hơn. Hôm nay nó còn đòi xem ảnh của bố nó nữa. Tôi lướt Facebook thấy một người đàn ông úp ảnh đi du lịch, tôi liền chỉ bừa: "Đây, bố con đây này." Ngay lập tức mắt con gái tôi sáng lên, nó khen: "Bố con đẹp trai quá." Tôi gãi đầu rồi ậm ừ cho qua. Con gái tôi còn hôn vào ảnh của người đàn ông đó nữa. Sau đó nó nhớ ra, nó nói: "Mẹ gọi điện để con nói chuyện với bố đi. Bố con không có mạng đâu." "Mẹ nói dối, không có mạng thì sao bố con đăng ảnh được? Mẹ gọi đi, mẹ gọi đi." Tôi vội ấn tắt nguồn, rồi giả vờ là điện thoại của tôi bị hỏng. Sau đó tôi chở con về để con chơi với ông bà ngoại cho nó quên chuyện đó đi. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời thôi, chứ một đứa trẻ gần 5 tuổi rồi, nó đủ lớn để biết chuyện tôi nói dối nó. Và thời gian tới, tôi biết tôi không thể nói dối con gái tôi được nữa. Nghĩ lại tôi mới nhớ, con gái tôi sắp tròn 5 tuổi rồi mà chưa một lần Hiếu tới thăm con. Mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau mấy cây số, anh ta là diễn viên, anh ta có nhiều fan hâm mộ, anh ta là ngôi sao, nên anh ta dường như đã quên luôn sự tồn tại của con gái mình. Tôi nhớ lại có một lần anh ấy gọi tôi lúc tôi mới sinh bé Bình An. Anh ta nói muốn gặp con gái để lấy mẫu đi xét nghiệm ADN để kiểm tra xem con gái có phải là con của anh ta không. Nếu đúng thì anh ta sẽ chu cấp cho con tôi mỗi tháng 8 triệu và anh nói sẽ có trách nhiệm với con. Nhưng lúc đó tôi điên quá, tôi đã chửi anh ta một trận và cấm anh ta không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thế mà anh ta mất tích luôn, cũng sắp tròn 5 năm rồi. Tôi thở dài rồi nghĩ, đàn ông là những niềm đau mà. Thế rồi duyên số lại tới với tôi một lần nữa, khi con gái tôi tròn 5 tuổi. Ngày chủ nhật con gái tôi được nghỉ, tôi đưa con đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Mua đồ xong, hai mẹ con đang ngồi ăn kem thì con gái tôi reo lên: "Bố, bố ơi, bố ơi." Tôi giật mình quay lại nhìn con, hóa ra con gái tôi nó nhìn thấy một người đàn ông đi qua. Thế là nó vội vàng để ly kem xuống và chạy theo người đàn ông đó. Tôi hoảng quá vội chạy theo giữ con lại: "Con ơi, sao con lại chạy theo người lạ thế hả? Mẹ ở đây cơ mà." "Bố con đó mẹ, bố ơi, bố." Người đàn ông đó quay lại, ngạc nhiên khi thấy có đứa bé gọi mình là bố. "Con vừa gọi chú là bố sao?" Con gái tôi liền ôm lấy người đàn ông đó và rối rít tít mủ lên: "Bố ơi, là con đây, là con gái của bố đây. Bố về từ khi nào thế ạ?" Người đàn ông đó ngại ngùng lắm, tự dưng lại có đứa bé gọi mình là bố, nên anh ta còn chưa hiểu chuyện gì. Còn tôi thì thấy bất lực quá. Tôi cúi đầu xin lỗi anh ta: "Xin lỗi anh, con gái tôi nhận nhầm ạ. Có gì không phải, mong anh bỏ qua ạ." Anh ấy gật đầu: "Không có gì đâu. Tôi đã nói là không phải." Nhưng con gái tôi cứ gào ầm lên. Nó ôm chặt chân người đàn ông đó và nhận là bố của nó. Nó còn nói chính tôi cho nó xem ảnh bố nó, và người đàn ông này cũng chính là người đàn ông trong ảnh, và anh ấy là người có tên Facebook là Hoàng Dũng. Tôi nhớ lại thì đúng, anh ta là người trong ảnh mà lần trước tôi cho con gái xem và nói dối đó là bố của nó thật. Nên giờ nó vẫn nhớ, vừa nhìn thấy là nó nhận ra ngay. Trái đất tròn thật, tôi chỉ nói bừa thế mà ai ngờ đâu, tôi và con gái lại gặp anh ta ở ngoài đời thật. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói là không bao giờ được nói dối trẻ con là thế. Tôi vội vàng bế con đi, nhưng nó gào khóc ầm ĩ khiến cho mọi người xúm lại gần. Ai cũng tò mò không hiểu có chuyện gì mà con bé lại lồng lên và gào khóc kinh thế. Cuối cùng thì tôi cũng phải chào thua con gái. Tôi nhờ người đàn ông đó về nhà tôi để nói chuyện với con gái tôi một lúc. Thật may là anh đồng ý và vui vẻ lái xe chở mẹ con tôi về nhà. Từ lúc con gái tôi tóm được ông bố đẹp trai, thế là nó bám chặt lấy ông bố từ trên trời rơi xuống đó luôn. Anh ấy tên Hoàng Dũng, anh hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy là người thành đạt, có công ty riêng và đang độc thân. Hôm nay anh ấy đi mua đồ, thế nào mà lại thành bố của một đứa trẻ 5 tuổi mới hài hước chứ. Anh ấy cười và nói rằng trường hợp này anh chưa gặp bao giờ và chưa biết phải làm sao cho đúng nữa. Con gái tôi thì vui lắm, nó ôm chặt lấy bố đẹp trai như sợ buông ra
là mất bố luôn vậy. Đã thế nó liên tục trách móc bố đẹp trai. Bố, sao bố đi lâu thế, mãi không về với con? Bố có biết là con nhớ bố nhiều lắm không? Hoàng Dũng gãi đầu rồi nói, à chú bận. À bố bận việc mà con. Giờ bố về rồi, con không để bố đi đâu nữa đâu. Nhưng bố phải đi kiếm tiền chứ. Bố không cần đi làm đâu. Bố ở nhà với con, rồi mẹ nuôi hai bố con mình luôn. Mẹ nhiều tiền lắm, bố không phải đi làm nữa đâu. Hoàng Dũng cười gượng gạo và không biết phải nói sao cho Bình An hiểu là anh không phải là bố của con bé nữa. Con gái tôi tóm được ông bố đẹp trai, thế là nó bám chặt luôn, khiến tôi và Hoàng Dũng hoàn toàn bất lực. Mãi tới 12 giờ đêm, khi nghe bố đẹp trai hát ru ngủ thì nó mới chịu ngủ cho. Nhìn vẻ mặt gượng gạo của Hoàng Dũng khi hát ru Bình An ngủ, tôi thấy buồn cười quá. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên tôi không biết phải làm sao nữa. Sau khi con gái tôi ngủ rồi, tôi và Hoàng Dũng mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Thật là ngại quá, tự dưng tôi lại làm anh vướng vào chuyện rắc rối này. Tôi xin lỗi anh nhiều ạ. Anh cho tôi số tài khoản ngân hàng để tôi chuyển tiền. Tiền gì vậy? Sao cô lại chuyển tiền cho tôi? À, tôi trả công cho anh. Hôm nay anh vất vả vì con tôi quá rồi. Tiện đây, tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không? Thương lượng chuyện gì thế? Anh có thể đóng giả là bố của con tôi có được không? Tôi sẽ nói với con tôi là bố nó đi làm. Mỗi tháng anh tới đây gặp con tôi và làm bố con tôi một ngày. Tôi trả anh 10 triệu mỗi tháng một ngày thôi, có được không? Một ngày 10 triệu, cô đang thuê bố cho con gái mình đấy à? Vâng, tôi khổ tâm lắm anh ạ. Lúc nó bé thì còn đỡ, giờ nó lớn tôi không thể nói dối được nữa. Anh đồng ý giúp tôi nhé. Thế bố ruột của bé Bình An đâu? Anh ta bỏ tôi khi tôi đang mang thai. Anh ta là một người không ra gì nên tôi mới khổ thế này đấy. Nếu anh ta tử tế thì con gái tôi đã không như vậy rồi. Tôi và Hoàng Dũng ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Chúng tôi nói chuyện với nhau là khá hợp. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, Hoàng Dũng mới đứng dậy đi về. Anh nói anh về tắm rồi sẽ quay lại để làm bố của Bình An. Vì anh nói nếu anh không chào hỏi con bé trước khi anh đi thì khi ngủ dậy con bé sẽ ăn vạ ngay. Tôi cảm ơn Hoàng Dũng rồi lại tiếp tục xin số tài khoản của anh ta. Nào, anh cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển tiền luôn. Cô vẫn luôn giải quyết mọi việc bằng tiền sao? Đúng thế, tất cả mọi thứ đều mua được bằng tiền và rất nhiều tiền mà. Kể cả việc mua bố cho con gái sao? Đúng thế. Hoàng Dũng cười rồi nói, cô nghĩ tôi rẻ mạt thế à? Tôi nói cho cô biết nhé, cô không thể mua tôi đâu. Nhưng lần này tôi sẽ giúp cô và bé Bình An. Nhưng việc tôi đóng giả bố của Bình An chỉ là tạm thời thôi, còn về lâu dài thì không được đâu. Cô tìm bố thật cho Bình An dần đi là vừa đấy. Mặt tôi xị xuống, tìm vào đâu bây giờ chứ? Thế thì cô hãy nói thật cho con bé biết đi. Con bé lớn rồi, con bé cần biết sự thật. Vâng, tôi hiểu rồi. Hoàng Dũng về nhà tắm giặt tới 6 giờ sáng, anh ấy đã có mặt ở nhà tôi rồi. Vậy là cả đêm anh ấy không được ngủ chút nào. Cả tôi cũng vậy. Thế nên sáng ra khi Bình An ngủ dậy, tôi và Hoàng Dũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Bình An dậy cái là con bé xà vào lòng bố đẹp trai của nó ngay. Bố ơi, hôm nay bố đưa con đi chơi nha. Con muốn bố mẹ đưa con đi chơi ạ. Chuyện đó, con muốn bố đưa con đi chơi mà. Bố ơi, bố à. Hoàng Dũng bận lắm. 10 giờ anh còn có cuộc họp quan trọng. Nhưng khi thấy Bình An năn nỉ, anh lại mủi lòng và đồng ý đưa con bé đi chơi. Anh nhắn tin cho trợ lý và bảo trợ lý hủy cuộc họp ngày hôm nay và lùi lại vào ngày mai. Ngày hôm nay anh muốn đưa Bình An đi chơi thật vui vẻ. Hoàng Dũng mỉm cười và nghĩ, hôm nay mình lại dễ tính như vậy sao? Hoàng Dũng lái xe chở tôi và con gái đi chơi ở khu vui chơi. Rồi chúng tôi đi ăn uống, đi mua đồ cho con gái. Tới 2 giờ chiều, chúng tôi ngồi ăn kem ở bờ hồ. Lúc này thì mắt tôi díp lại rồi, Hoàng Dũng liền nói, cô buồn ngủ à? Vậy chúng ta về nhé. Ngay lập tức Bình An mắng, bố, sao bố lại nói thế? Ờ, thế bố phải nói sao? Bố phải nói là vợ yêu buồn ngủ à? Sao bố lại nói là cô hả? Hoàng Dũng gãi đầu nói, à, bố quên mất, bố xin lỗi. Rồi Bình An nó bắt bố đẹp trai phải nắm tay mẹ nó, khiến Hoàng Dũng ngại ngùng.
Lúc đó có một người bạn của Hoàng Dũng đưa bạn gái đi ăn kem. Nhìn thấy Hoàng Dũng, anh ấy lại gần và hỏi: Dũng, cậu làm gì ở đây thế này? Hoàng Dũng giật mình khi nhìn thấy bạn, anh ấp úng chưa biết trả lời sao. Thì Bình An đã nhanh miệng nói: Con chào chú, con chào cô ạ. Con là Bình An, là con gái của bố Dũng ạ. Hai người bạn của Hoàng Dũng mắt tròn xoe, rồi ngạc nhiên hỏi: Dũng à, cậu lấy vợ khi nào mà đã có con lớn thế này rồi thế? Cậu cưới Chui à? Hoàng Dũng ngại quá, còn tôi thì vội bịt mồm con bé lại. Bình An à, con không nói nữa, để người lớn nói chuyện nhé. Hoàng Dũng cười gượng gạo rồi nói: À, chuyện dài lắm, có gì tôi kể với các cậu sau nhé. Này, cậu cưới khi nào mà không thèm mời bạn bè thế à? Cậu không coi chúng tôi là bạn sao? Không phải, thật ra là chúng tôi chưa cưới. Vì gia đình cô ấy có việc nên chúng tôi vẫn chưa cưới. Khi nào cưới, tôi phải tổ chức linh đình chứ. Vậy hả? Thế bao giờ cậu cưới? À, chắc là cuối năm nay. Các cậu chuẩn bị ăn cỗ cưới của tôi đi nhé. Nhất trí luôn, chúc mừng cậu. Ừ, cảm ơn cậu. Sau khi hai người bạn của Hoàng Dũng đi rồi, tôi mới cười và trêu Hoàng Dũng: Anh cũng nói dối giỏi đấy nhỉ. Thì tôi hết cách rồi, đành phải nói dối như vậy, để cuối năm rồi tính sau chứ biết làm sao bây giờ. Cảm ơn anh, riêng ngày hôm nay anh quá nhiệt tình. Vậy tôi trả cho anh 30 triệu nhé. Hai ngày 30 triệu, mấy mà anh giàu nhỉ. Cô lại nói đến tiền rồi. Cô có biết là ngày hôm nay vì ở bên cô và con mà tôi mất bao nhiêu tiền không? Cô đừng nghĩ tôi giúp cô là vì tiền. Chẳng qua khi nghe cô kể về cuộc đời cô, tôi thấy động lòng nên tôi giúp cô thôi. Vậy nên cô đừng có nhắc vấn đề tiền với tôi nữa. Tôi bắt đầu thấy ấn tượng về Hoàng Dũng. Anh ấy đẹp trai lại tốt bụng như thế, tôi ấn tượng cũng phải thôi mà. Về tới nhà tôi buồn ngủ quá, tôi không chịu nổi nữa. Tôi liền đi vào phòng ngủ, mặc cho Hoàng Dũng ngồi chơi với bé An. Bé An thấy bố ngồi ngủ gật, con bé liền nói: Bố buồn ngủ thì bố đi ngủ đi ạ. Thôi, bố sắp đi có việc rồi, con ở nhà ngoan nhé. Miệng nói nhưng mắt Hoàng Dũng cứ nhắm tịt lại. Bé An liền kéo bố nó dậy: Bố đi ngủ một lát đi rồi hãy đi làm. Hai ngày hai đêm không chợp mắt nên Hoàng Dũng không mở nổi mắt nữa. Anh đứng dậy và đi theo bé An. Bé An nó kéo tay bố nó vào phòng của mẹ nó ngay. Hoàng Dũng buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nên không thấy gì. Anh leo lên giường và ngủ luôn. Bé An đi ra cẩn thận đóng cửa lại cho bố mẹ ngủ, rồi nó đi về phòng của mình, mở iPad ra xem hoạt hình. Nửa đêm tôi tỉnh giấc, tôi có cảm giác nóng nóng như có ai đó đang thở vào mặt mình. Nghĩ vậy tôi nghĩ bụng, sao hôm nay người bé An nóng thế? Không lẽ con bé bị sốt à? Tôi liền luồn tay sờ sờ, và tôi giật mình, con gái tôi nhỏ xíu à, đâu có to và chắc chắn vậy đâu. Ủa, tôi đang nằm ở đâu đây? Tôi liền với tay bật điện lên, rồi lật chăn ra và hốt hoảng khi thấy người nằm cạnh tôi là Hoàng Dũng. Tôi ú ớ: Hoàng Dũng, sao lại là anh ta chứ? Sao anh lại nằm cạnh tôi thế này? Anh ta lợi dụng để ngủ với tôi sao? Hửng, bảo sao anh ta lại tốt với tôi thế? Hóa ra anh ta có mục đích cả. Anh ta là tên khốn nạn, hôm nay anh ta chết chắc với tôi. Tôi vùng vẫy lao ra góc nhà, nơi tôi vẫn để cái gậy gỗ để phòng thân. Tôi cầm gậy và lao lên giường để đập anh ta, nhưng số tôi đen thế, tôi vấp phải giày anh ta ở sàn nhà. Thế là tôi ngã vổ ếch, đập đầu vào giường dầm một phát, trán sưng u như quả ổi, đau điếng từ đầu xuống chân, đầu tôi quay tít. Hoàng Dũng tỉnh giấc thấy tôi ngã đập đầu, anh vội dậy đỡ tôi lên. Cô có sao không Quỳnh? Đầu tôi đau quá. Ôi đau quá. Cô làm gì mà ngã đập đầu vào giường vậy hả? Sưng to như quả ổi này. Tất cả là tại anh đấy. Sao lại tại tôi? Ai bảo anh vào phòng tôi ngủ chứ? Nửa đêm thấy anh nằm cạnh tôi mới nổi điên lên, tôi tính đập cho anh một trận. Ai ngờ đâu tôi lại bị vấp vào giày của anh và bị ngã u cả đầu thế này đây. Tôi xin lỗi, tại tôi buồn ngủ quá. Bé An dắt tôi đi vào đây, nhưng tôi thề là tôi không nhìn thấy cô. Mà tôi có làm gì cô đâu mà cô nổi giận chứ? Ai biết là anh có làm gì hay không chứ? Cô tin tôi đi, tôi là người đàng hoàng tử tế lắm, cô không phải lo đâu. Hy vọng là thế, nếu không thì anh chết chắc với tôi. Tôi ngồi một lúc sau mới đỡ choáng. Hoàng Dũng lấy đá lạnh chườm cho tôi. Sưng to quá, lần sau cô làm gì cũng phải để ý vào nhé. Vâng, cũng may là đập trán vào.
Này mà đập mồm vào là tan hết cả răng rồi. Thôi chết, tôi phải sang xem con gái tôi thế nào rồi. Từ tối qua tôi buồn ngủ quá nên tôi quên mất. Con bé ngủ ngoan trong phòng rồi. Tôi sang xem rồi, cô nghỉ ngơi đi, không phải lo đâu. Cảm ơn anh. Anh là người tốt, vậy mà tôi cứ tưởng anh là người xấu. Tôi thấy ngại quá, xin lỗi anh nhé. Không có gì đâu. Vậy tôi ngủ tiếp đây, tôi buồn ngủ quá. Cô cũng ngủ đi, yên tâm, tôi là người tử tế. Vâng, tôi tin anh mà. Hoàng Dũng lên giường ngủ tiếp, tôi cũng lên giường ngủ. Mỗi đứa nằm một góc và ngủ. Tôi ngủ và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mặc váy trắng xinh như công chúa vậy. Bên cạnh tôi là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, có nụ cười đẹp khiến tôi mê mẩn. Công chúa, nàng có muốn đi cùng ta không? Ta hứa cả cuộc đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nàng. Dạ có, em yêu chàng. Ta cũng yêu nàng công chúa của ta. Công chúa và hoàng tử hôn nhau say đắm, rồi ôm nhau hạnh phúc trong tòa lâu đài xinh đẹp. Quỳnh à, tôi choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi. Tôi mở mắt ra và giật mình hoang mang khi thấy tôi đang nằm đè lên người Hoàng Dũng. Tôi còn hôn ngấu nghiến vào cổ anh ấy nữa. Tôi cuống lên nói, ơ, sao lại vậy nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi nằm mơ. Tôi xoay người ra khỏi người Hoàng Dũng, nhưng anh ấy đã ôm chặt lấy tôi và nói, cô mơ gì mà hôn tôi và lột cả áo của tôi ra vậy? Cô liên tục hôn vào yết hầu của tôi khiến tôi không thể chịu nổi nữa. Giờ cô lại tính bỏ mặc tôi sao? Thì tại tôi nằm mơ mà. Tôi xin lỗi anh bỏ tôi ra đi. Muộn mất rồi Quỳnh ạ. Cô đánh thức bản năng đàn ông trong tôi rồi. Tôi làm sao có thể buông cô ra được. Ngay lập tức Hoàng Dũng nằm đè lên người tôi và hôn tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không thể, vì đôi tay anh đã ôm chặt lấy tôi rồi. Anh buông tôi ra đi. Anh làm cái gì thế hả? Cô đang ham muốn mà, sao cô không dám thừa nhận chứ? Anh bị điên mà, tôi chỉ mơ thế thôi chứ. Buông tôi ra đi. Hoàng Dũng cười rồi hôn tôi không cho tôi nói nữa. Toàn thân tôi đang nóng dần lên, những phản kháng cứ yếu dần, rồi tôi buông lơi, hòa nhập vào nụ hôn ấy. Tay Dũng tới đâu, cảm giác cơ thể của tôi tê dại tới đó. Cảm xúc lạ lắm. 5 năm rồi tôi chưa gần gũi với đàn ông, mà kể từ khi tôi mang thai bé An, rồi Hiếu bỏ rơi tôi, kể từ khi đó tôi quay ra hận đàn ông. Đúng 5 năm rồi, cho tới bây giờ tôi mới có cảm xúc lạ lùng như vậy. Tôi và Hoàng Dũng quấn chặt lấy nhau, cuồng nhiệt ân ái. Sau 5 năm chia tay Hiếu, chồng cũ của tôi, thì tới hôm nay tôi mới được đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa hạnh phúc như thế. Khi trời sáng thì màn ân ái mới dừng lại. Tôi đi vào nhà vệ sinh nhăn nhó, yếu quá đà rồi, giờ lưng đau, mông đau thế này. Tôi đi ra ngoài nhìn Hoàng Dũng đang ngủ ngon, nên tôi không nỡ gọi anh ấy dậy. Nhìn kỹ tôi thấy anh rất đẹp trai, thân hình 6 múi, và đặc biệt đấy chứ. Hoàng Dũng mở mắt ra nhìn tôi và cười hỏi, em nhìn gì tôi thế, hay là em muốn nữa hả? Ờ, đâu có. Hoàng Dũng kéo tay tôi khiến tôi ngã vào người anh. Ui, bỏ em ra, nhỡ con gọi cửa thì chết đấy. Con vẫn ngủ mà, con chưa dậy đâu. Hoàng Dũng đang định thì tiếng gõ cửa và con gái tôi gọi ở bên ngoài. Bố ơi dậy thôi, mẹ ơi dậy thôi, trời sáng rồi. Tôi và Hoàng Dũng vội vàng bật dậy. Đấy, em đã bảo rồi mà. Hoàng Dũng ghé vào tai tôi nói nhỏ, vậy tối nay nhé, em yêu. Hoàng Dũng dậy mở cửa cho con gái, còn tôi ngồi đơ ra. Anh ấy nói vậy là sao? Tối nay, không lẽ tối nay anh ta không về sao? Hoàng Dũng đưa tôi và con gái đi ăn sáng xong về. Anh tới công ty, trước khi đi anh bế bé An và dặn dò, con gái đi lớp ngoan nhé, chiều bố tới đón con về nhé. Dạ vâng ạ, bố nhớ tới đón con sẽ giới thiệu bố với bạn trai của con. Gì cơ, con gái của bố có bạn trai rồi sao? Vâng ạ, bạn ấy tên là Minh Đức ạ. Chà chà, con gái của bố lớn rồi đấy, có bạn trai rồi đấy. Sau đó Hoàng Dũng quay sang bảo tôi, tối em không phải nấu cơm đâu, anh đi làm về, đón hai mẹ con đi ăn nhé. Tôi vội kéo anh ra ngoài hỏi, anh không về nhà anh đi, tối anh còn tới đây làm gì hả? Ờ hay, chính em là người muốn anh làm bố của bé An mà, chính em là người chủ động trước, giờ em tính đá đít anh đi à? Ăn người ta xong, giờ tính bỏ người ta, không có chuyện đó đâu nhé. Anh tới công ty đây,
tối mình gặp nhau, yêu em. Ơ kìa, anh Dũng. Hoàng Dũng lái xe đi, tôi thấy khó hiểu quá. Anh ấy nói vậy là có ý gì nhỉ? Hoàng Dũng lái xe trở về công ty với tâm trạng rất thoải mái. Anh cười tủm tỉm một mình cả đoạn đường. Đèn đỏ người ta dừng lại, còn anh vẫn đi bình thường cho tới khi công an giao thông ra chặn xe lại. Anh còn ngạc nhiên hỏi người ta: Ủa, sao lại chặn xe của tôi lại vậy? Chào anh nhé, anh vi phạm luật giao thông rồi. Hoàng Dũng còn vênh mặt lên nói: Tôi vi phạm sao? Đâu có đâu, các anh nhầm lẫn gì à? Anh vừa vượt đèn đỏ đó. Sao anh quên nhanh thế? Hoàng Dũng lúc này mới nhớ ra, anh xin lỗi rồi nộp phạt, sau đó lái xe về công ty. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: Lạ nhỉ, mình vượt cả đèn đỏ luôn mới kinh chứ. Ảo thật đấy, có tí vào lú mẻ luôn. Hoàng Dũng vắng mặt hai hôm nên rất nhiều tài liệu hợp đồng chờ anh phê duyệt. Nhiều việc là thế, nhưng tâm trạng anh đang vui nên anh thấy rất bình thường. Anh trợ lý pha cà phê mang vào cho anh và nói: Anh uống cà phê cho tỉnh táo rồi giải quyết công việc ạ. Cậu uống đi cho tỉnh, còn tôi quá thừa sự tỉnh táo rồi. Anh có chuyện gì vui mà cười nhiều thế ạ? Tôi có nhiều chuyện vui lắm. Với lại một người ế lâu năm như cậu thì không nên nghe đâu. Nào, còn việc gì mang hết tới đây để tôi giải quyết một thể nào. Dạ, còn cuộc họp hôm nọ lùi lại thôi ạ. Vậy cậu thông báo 10 giờ trưa nay họp đi. Vâng, mà anh có chuyện gì vui thế kể cho tôi nghe với ạ. Tôi bảo rồi, một người ế như anh không nên biết chuyện này, nếu không cậu sẽ thấy tủi thân đấy. Chuyện gì thế? Hay là anh có bạn gái rồi? Tôi có vợ có con rồi. Thôi, tôi làm việc đây. Anh có vợ có con? Anh đùa tôi đấy à? Tôi không đùa. Yên tâm, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu biết, lúc đó cậu sẽ rõ thôi mà. Anh trợ lý ngạc nhiên lắm. Giám đốc đi vắng 2 ngày sau đó về và tuyên bố có vợ có con rồi. Chuyện này vô lý, hoang đường, không thể tin nổi. Anh làm việc cho giám đốc gần 10 năm nay rồi, anh chưa thấy giám đốc của mình hẹn hò với cô gái nào cả. Thế mà giám đốc vừa đi vắng 2 ngày thôi, mà giám đốc vừa về đã tuyên bố có vợ có con rồi. Làm sao có thể tin chuyện này được? Ngồi làm việc, anh trợ lý thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía giám đốc. Sao giám đốc lại cười một mình thế nhỉ? Đúng là có chuyện thật rồi. Hoàng Dũng thấy anh trợ lý cứ liếc nhìn trộm mình, anh liền hỏi: Cậu nhìn trộm gì tôi thế? Hình như anh bị ốm rồi, để tôi đưa giám đốc đi khám nhé. Cậu ngáo à? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, sao phải đi khám chứ? Hôm nay tôi thấy giám đốc lạ lắm, giám đốc không giống với mọi ngày ạ. Yêu vào nó thế đấy, một người ế như cậu thì làm sao mà hiểu được cảm giác này. Anh trợ lý gật gù thừa nhận: Dạ cũng đúng ạ, tôi đã yêu bao giờ đâu mà biết chứ. Thế nên tôi mới nói trước rồi đó. Thôi, chúng ta làm việc đi, chiều tôi còn về sớm để đón con gái tôi nữa. Anh có con thật sao? Ừ, con gái tôi 5 tuổi rồi. Nếu cậu chở con gái tôi 15 năm nữa thì tôi gả con gái tôi cho. Ôi thôi, tôi xin giám đốc, chờ 15 năm nữa tôi già sắp ngỏm luôn rồi đó ạ. Thế thì cậu nhanh kiếm bạn gái đi, cho bằng bạn bằng bè nhé, cứ ế mãi thế không được đâu. Vâng, tôi biết rồi ạ. Anh trợ lý ngồi làm việc và anh nghĩ, vậy là giám đốc có người chăm sóc rồi. Bao năm nay anh ấy lủi thủi một mình, giờ anh ấy có vợ có con, có một gia đình yên ấm, mình mừng cho anh ấy. Bố mẹ anh ấy ở nơi xa sẽ yên lòng. Từ ngày bố mẹ anh ấy qua đời, đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy vui vẻ như thế. Tôi đang làm việc ở phòng khám thì Hoàng Dũng nhắn tin cho tôi: Chiều 5 giờ anh đi đón con, em không phải đi đón con nữa nhé. Tôi liền nhắn lại ngay: Anh làm thế con bé tưởng anh là bố nó thật thì sao? Thì cứ cho là thế luôn đi. Tự dưng anh có vợ đẹp có con ngoan, anh lại thích quá. Anh ngáo à? Chắc vậy. Này anh về con vượt đèn đỏ đấy, bị công an bắt và phải nộp phạt em ạ. Trời ơi, bó tay với anh rồi. Anh tỉnh táo lại đi, tôi chỉ đang thuê anh làm bố con tôi tạm thời thôi mà. Anh đừng có làm thật luôn như thế chứ. Thế còn chuyện đêm qua chúng ta xx thì sao? Em đừng nói là em thuê tôi làm chồng em một đêm nhé. Hoàng Dũng nhắc lại chuyện đêm qua khiến tôi ngại ngùng. Thật ra cảm giác đêm qua khiến tôi thích và không thể quên được, nhưng vì muốn giữ chút liêm sỉ nên tôi nói bừa đi. Đúng thế,
Anh cứ coi như tôi thuê anh một đêm đi. Hết bao nhiêu tiền tôi trả luôn một thẻ. Thôi để tối chúng ta bàn tiếp, anh làm việc đây. Tôi thở dài rồi nghĩ lại chuyện đêm qua. Tôi thấy anh ấy hòa hợp với tôi, nhưng để tiến tới xa hơn thì tôi lại sợ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hiếu, tôi vẫn cứ lóp ngóp trong đau khổ và không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó được. Và liệu khi bắt đầu một tình yêu mới, những chuyện đau buồn ngày xưa có nguôi ngoai hay không? Và tình yêu mới có đủ lớn để che chở cho hai mẹ con tôi cả đời được hay không? Hay chỉ được một thời gian lại đứt gánh giữa đường, rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm? Như thế thì làm sao tôi có thể chịu đựng nổi? Hoàng Dũng tới cổng trường mầm non rất đúng giờ. Cảm giác lần đầu tiên đi đón con gái đi học về đối với anh rất khó diễn tả. Cảm giác được làm bố trẻ con, anh không nghĩ nó lại thú vị như vậy. Chỉ vì hai tiếng gọi bố ơi của bé An thôi mà Hoàng Dũng động lòng. Anh tình nguyện muốn chăm sóc hai mẹ con bé An cả cuộc đời luôn. Có thể khi mọi người biết chuyện, mọi người sẽ so sánh và cho rằng anh ngu ngốc, nhưng anh chấp nhận điều đó. Vừa nhìn thấy bố đẹp trai, bé An đã reo lên: "Bố ơi, bố ơi, ơi, bố đây." Ngay lập tức Hoàng Dũng lại bế con gái lên và vui vẻ nói: "Con gái của bố hôm nay đi học có vui không con?" "Dạ vui ạ, nhưng con vẫn thích ở nhà chơi với bố hơn." "Sao thế được, con phải đi học chứ. Với lại ban ngày bố cũng bận tới công ty mà con." "Bố có công ty riêng ạ?" "Ừ, hôm nào bố dẫn con gái tới công ty bố chơi nhé." "Dạ vâng ạ." Bé An nhìn thấy bạn Minh Đức vừa đi ra cùng mẹ, ngay lập tức bé An gọi: "Minh Đức ơi, mình đây." Sau đó bé An giới thiệu rất rõ ràng: "Đây là bố mình. Bạn thấy bố mình đẹp trai không?" "Bố bạn đẹp trai lắm." Mẹ Minh Đức lại gần và nói: "Em là bố của Bình An à?" "Dạ vâng, em đây ạ." "Mới đầu chị cứ tưởng bé An không có bố cơ, hôm nay gặp em chị không ngờ luôn đấy." "Vâng, tại em bận công việc nên thường xuyên đi xa, chị không thấy em là phải ạ." "Ừ, với lại trước chị nghe mọi người nói là cái Quỳnh nó bị chồng nó bỏ từ khi nó mang thai bé An được 2 tháng, nên chị tưởng..." Hoàng Dũng nghe mẹ Minh Đức kể vậy, anh lại càng thấy thương hai mẹ con bé An hơn. Anh tự hứa là sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Bởi vì từ bây giờ anh sẽ là bố của bé An, một người bố thật sự chứ không phải đóng giả nữa. Lái xe chở con gái về nhà, anh và con nói chuyện với nhau cả đoạn đường. "Giờ hai bố con mình về rồi đón mẹ đi ăn nhé." "Dạ, con muốn ăn đùi gà bố ạ." "Tưởng gì chứ đùi gà, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Con muốn ăn kem nữa, rồi bố mua váy công chúa cho con nha bố." "Được, con thích gì cứ nói, lát nữa chúng ta đi ăn rồi mua luôn thẻ." "Dạ, để con nghĩ đã." Tôi về tới cổng đã thấy Hoàng Dũng và bé An về tới rồi. Chưa bao giờ tôi thấy con bé vui vẻ, hạnh phúc như thế cả. Có lẽ con gái tôi thật sự cần một người bố rồi. Nhưng tôi lại sợ khi mẹ con tôi đang vui vẻ hạnh phúc bên Hoàng Dũng thì một ngày anh ấy lại bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi sợ cảnh hợp rồi tan lắm. Nghĩ lại, tôi bị Hiếu bỏ rơi 2 lần rồi, nên giờ tôi không đủ can đảm để tiếp tục một tình yêu mới. Hoàng Dũng rất thản nhiên, anh hôn chụt vào trán tôi một cái: "Chào vợ yêu, bố con anh về rồi đây." Bé An cũng thơm vào má tôi và nói: "Con chào mẹ." "Ờ, mẹ chào con gái." "Sao mẹ không chào bố ạ?" "Chưa gì mà con gái tôi đã bênh bố hờ của nó rồi đấy." Tôi ậm ừ. "À ừ, mẹ quên." Hoàng Dũng nháy mắt nhìn tôi nói: "Vợ yêu cẩn thận bị ra rìa nhé, nên vợ đừng có lệch sóng nha." Tôi cau mày nhắc nhở Hoàng Dũng: "Anh đi hơi xa rồi đấy anh Dũng ạ." Hoàng Dũng tỉnh bơ như không có chuyện gì. Anh ấy cứ làm như anh ấy là bố của con gái tôi và là chồng của tôi thật đấy. Tôi tắm cho con gái xong rồi để con ngồi xem tivi ở ngoài. Tôi lấy quần áo đi tắm. Tôi đẩy cửa nhà tắm thì tôi giật mình khi thấy Hoàng Dũng đang ở trong đấy. "À, sao em không gõ cửa vậy? Anh không chốt cửa mà, giờ lại còn đổ lỗi cho tôi à?" Hoàng Dũng cũng tỉnh bơ nói: "Tắm chung không?" "Tắm chung cái đầu anh ấy." "Anh có tin là tôi cắt của anh không hả?" Hoàng Dũng liền kéo tôi vào nhà tắm rồi ấn tôi vào tường và nói: "Em cắt đi, thì lấy gì mà dùng chứ?" "Tôi không cần." Ngay lập tức Hoàng Dũng áp sát vào người tôi, anh hôn vào cổ
và mơn trớn khiến cơ thể tôi bắt đầu run lên. Tôi vội đẩy anh ấy ra, nhưng anh ấy càng ép sát vào người tôi hơn. Cơ thể đẹp sáu múi ấy khiến tôi nóng hừng hực. Tôi một lần nữa lại dậy sóng, thế là tôi không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Lần này tôi đã chủ động hôn anh ấy. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, tuy vội vàng chớp nhoáng nhanh chóng để còn đưa con gái đi ăn, nhưng cũng đủ khiến tôi hạnh phúc dâng trào. Anh hôn tôi và nhẹ nhàng nói: "Đêm nay anh bù nhé, vợ yêu." Tôi tới giờ mê trai nên hết liêm sỉ rồi. Còn nữa đâu, tôi gật đầu đồng ý ngay. "Vâng ạ." Tôi và Hoàng Dũng mặc quần áo rồi chuẩn bị đưa con gái đi ăn. Chúng tôi như một gia đình thật sự vậy. Tôi rất thích cái cảm giác này và tôi bắt đầu hy vọng vào hạnh phúc đó. Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng lớn. Vô tình tôi gặp lại Hiếu. Anh ta đi ăn cùng một cô gái trẻ măng, chắc là bạn diễn mới của anh ta. Thấy tôi, anh ta cười: "Quỳnh đấy à, lâu quá rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" "Tôi vẫn khỏe lắm." "Thế em đã lấy chồng chưa?" Anh hỏi thừa quá. "Tôi lấy chồng lâu rồi." "Đâu, chồng em đâu?" Tôi chỉ tay ra chỗ Hoàng Dũng đang bế con gái tôi và tự hào nói: "Đó, chồng và con tôi đó. Mấy ngày đó anh bỏ rơi tôi nên tôi mới gặp được chồng tôi bây giờ." "Ồ, em đã có con gái lớn như vậy rồi sao?" "Từ đã, có phải lúc trước em mang thai với anh đúng không?" "Không có, tôi đâu có mang thai với anh đâu. Tôi lừa anh đấy." "Em lừa anh thật sao? Thế mà anh còn tưởng đứa bé là con của anh đấy." "Anh nói nhỏ thôi, anh là diễn viên đấy, anh không sợ người ta biết à?" Tôi nhìn anh ta cười rồi đi về chỗ ngồi cạnh Hoàng Dũng và con gái tôi. Hoàng Dũng hỏi tôi: "Ai thế em yêu?" "Chồng cũ của em đấy." Hoàng Dũng thoáng buồn, mặt anh xị xuống. Tôi cười rồi hôn anh một cái, như chứng minh cho anh thấy người cũ bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi, còn anh mới chính là hiện tại và tương lai của tôi. "Vợ chồng mình ăn đi, em đói rồi." Câu nói ngọt ngào của tôi khiến trái tim Hoàng Dũng tan chảy. Có lẽ đây là tình yêu mà chúng tôi đang hướng về nhau. Tôi có nên hy vọng vào tình yêu này không? Sau này thì tôi không chắc chắn, nhưng hiện tại tôi biết Hoàng Dũng đang rất thật lòng với mẹ con tôi. Hiếu ngồi ăn với bạn gái, nhưng anh cứ liếc mắt nhìn về phía Quỳnh. Thấy Quỳnh vui vẻ bên chồng con, anh lại thấy khó chịu. Hiếu có chút tiếc nuối: "5 năm rồi không gặp, Quỳnh trẻ và đẹp hơn trước nhiều quá." Hiếu ngồi và nhớ lại khoảng thời gian đó, cái ngày Quỳnh thông báo cho anh biết tin Quỳnh có thai, rồi nhiều chuyện xảy ra khiến anh hiểu lầm và anh lạnh nhạt với Quỳnh. Anh bỏ rơi Quỳnh khi cô ấy đang mang thai. "Đứa bé kia có phải là con của mình không? Nhìn nó cũng tầm gần 5 tuổi mà." Thấy bạn trai cứ liếc mắt nhìn vợ cũ, cô bạn gái mới của Hiếu có vẻ buồn lòng. "Anh cứ nhìn chị ấy thế, anh vẫn còn yêu chị ấy à?" "Không phải, chỉ là vô tình gặp lại người cũ nên vậy thôi." "Vâng, thế đứa bé kia có phải là con của anh không? Sao em thấy nó có nhiều nét giống anh đấy?" "Em nói đứa bé kia giống anh sao?" "Vâng, giống nhất là đôi mắt ạ." Nghe bạn gái nói vậy, Hiếu càng để ý tới mẹ con Quỳnh hơn. Anh thấy tiếc nuối khi ngày đó anh bỏ rơi Quỳnh. Sau khi ly hôn với Quỳnh, anh không thể tìm được cô gái nào phù hợp với mình cả. 5 năm qua, anh trải qua mấy mối tình rồi, nhưng cũng không đi tới hôn nhân, cứ quen một thời gian lại đường ai nấy đi, vì anh không thấy ai hơn Quỳnh cả. Chỉ có Quỳnh ngày xưa mới chiều được tính của anh, còn bây giờ Hiếu thấy ai cũng đỏng đảnh lăng nhăng, suốt ngày nhõng nhẽo và lải nhải bên tai anh, khiến anh không thể chịu nổi. Anh không thấy ai giống như vợ cũ của mình cả. Nhưng bây giờ bát nước đã hất đi rồi thì sao mà anh có thể lấy lại được nữa? Đúng là phải mất đi rồi thì người ta mới biết trân trọng là như vậy đấy. Hiếu không cam lòng nên khi thấy Hoàng Dũng đi lấy xe ô tô, ngay lập tức anh ra chỗ Quỳnh và bé An. Anh tiếp tục hỏi dò Quỳnh: "Quỳnh, em nói thật đi, con bé là con của anh đúng không?" Tôi bực quá mới gắt lên: "Không phải, tôi đã nói với anh rồi mà, con bé không phải là con của anh nhìn đi, nó có điểm nào giống anh không hả?" "Có, con bé giống anh ở đôi mắt đó em à." Hiếu nói đúng, con bé giống Hiếu ở đôi mắt và cái kiểu ngủ giang chân giang tay y như Hiếu ngày trước. Thế nhưng tôi nhất quyết gạt đi, bởi ngay từ đầu Hiếu đã rũ bỏ nó, thì giờ đây Hiếu có tư cách gì để nhận nó chứ?
Những ngày tháng tôi mang nặng đẻ đau, có thấy anh ta tới thăm nom hay hỏi tôi một câu đâu. Anh ta còn nghi ngờ và muốn xét nghiệm ADN để xác nhận nữa mà. Tôi chẹp miệng rồi nói: anh không thấy xấu hổ trước những câu hỏi của anh sao? Anh về nhà nghĩ lại những việc ngày xưa anh gây ra đi. Cả những lời nói tuyệt tình của anh nữa, tôi vẫn nhớ cả đấy. Giờ thì mau tránh xa tôi và con tôi, kẻo chồng tôi điên lên là anh bị ăn đấm đấy. Không lúc đó lại trách tôi không báo trước. Quỳnh à, em nói dối đúng không? Anh cầm mồm đi và đừng bao giờ gọi tên tôi nữa. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa đâu. Mau biến đi. Tôi nói rồi, dắt tay con gái đi. Đi được vài bước, con gái tôi hỏi: mẹ ơi, chú ấy là ai thế ạ? Tôi xoa đầu con gái và nói: chú ấy bị thần kinh đó, nên con đừng quan tâm nhé. Vâng ạ. Mà bị thần kinh là gì ạ? Là đầu óc có vấn đề, có bệnh đó con. Dạ vâng ạ. Lên xe ô tô, Hoàng Dũng liền hỏi tôi: anh ta nói gì em thế? À, mấy chuyện ngớ ngẩn thôi ạ. Có cần anh cho anh ta một trận không? Để sau này anh ta không làm phiền em nữa. Không cần đâu anh ạ. Anh đừng trẻ con, không lại lại rắc rối đấy ạ. Ừ, anh nghe lời em và con mà. Nghe câu này, sao em thấy chúng ta giống một gia đình thật đấy. Hoàng Dũng liền nói ngay: thì chúng ta là một gia đình mà. Anh là bố, em là mẹ, bé An là con gái. Chúng ta là một gia đình mà, phải không con gái yêu của bố? Dạ vâng ạ. Hoàng Dũng xoa đầu con gái: con gái của bố ngoan và hiểu chuyện quá. Giờ chúng ta đi mua váy công chúa cho con nhé. Vâng ạ, đi mua váy công chúa thôi. Hi hi, thích quá đi. Nhìn Hoàng Dũng và con gái vui vẻ như vậy, tôi thấy yên lòng thế. Có lẽ Hoàng Dũng mới là người xứng đáng để làm bố của bé An. Còn Hiếu thì không xứng đáng, nên tôi sẽ không bao giờ để anh ấy có cơ hội tiếp cận con gái tôi đâu. Thế nhưng ông trời lại trêu tôi mọi người ạ. Từ lần gặp Hiếu ở nhà hàng đó, thế là từ ngày hôm sau Hiếu tìm đến tận nhà tôi để đòi gặp con gái tôi. Anh ta khiến cuộc sống yên bình của hai mẹ con tôi đảo lộn hết. Sự có mặt của Hiếu khiến tôi vô cùng khó chịu. Bé An thì rất ngạc nhiên và tò mò về Hiếu. Còn Hoàng Dũng thì anh ấy thấy khó xử vì Hiếu là bố ruột của bé An, nên Hoàng Dũng cảm thấy bất an. Anh ấy lo sợ tôi quay lại với Hiếu để bé An được sống cùng bố ruột. Còn anh chỉ là một ông bố hờ tự dưng xuất hiện thôi, nên anh thấy buồn lòng lắm. Nhưng anh không biết phải nói sao cả. Anh ngồi im lặng nhìn Hiếu ngồi chơi với bé An ở phòng khách. Còn bản thân Hiếu thì anh ta muốn lấy lòng bé An, nên tối nào anh cũng tới và mua một món quà tặng con gái. Hôm thì anh mua búp bê, hôm thì bộ đồ chơi nấu ăn, hôm thì bộ đồ chơi bác sĩ để nịnh bé An. Tôi thấy ngứa mắt quá, ném hết đồ anh ta mua vào thùng rác và quát ầm lên: anh Hiếu, sao anh phiền thế nhỉ? Ngày nào anh cũng tới đây làm phiền người khác thế mà nghe được à? Từ ngày mai tôi cấm anh không được tới nhà tôi nữa, anh nghe rõ chưa hả? Hiếu đứng dậy và nhẹ nhàng nói: sự thật sẽ mãi là sự thật thôi. Làm sao em có thể che giấu mãi sự thật? Anh là bố của bé An, anh có quyền nhận con gái của mình chứ. Anh nói vậy anh không thấy xấu hổ với mẹ con tôi à? Lúc tôi mang thai anh bỏ rơi tôi, anh còn nói chắc gì nó là con của anh. Anh không thừa nhận nó mà. Nếu ngày đó tôi chán đời, tôi đi phá thai rồi, thì bây giờ làm gì còn có con để cho anh nhận nữa hả? Có người bố nào mà bỏ con khi con còn nằm trong bụng mẹ như anh không? À còn nữa, cái ngày tôi sinh con ra, anh còn gọi điện cho tôi và nói rằng anh muốn xét nghiệm ADN để kiểm tra xem con có phải là con của anh không. Nếu phải thì anh mới chu cấp tiền nuôi con cho tôi. Nhưng tôi đã từ chối, bởi tôi tự lo cho con tôi được, đâu cần vài đồng trợ cấp của anh đâu. Thế mà hôm nay sau gần 5 năm anh không dòm ngó tới con anh lại tới tìm con để nhận con gái. Anh không thấy lương tâm anh cắn rứt à? Anh không có lòng tự trọng à? Hiếu ngại mặt quá, anh ta cúi mặt xuống lý nhí bảo chữa cho sự vô tâm của mình. Tại lúc đó anh đang gặp vấn đề nên anh không thể nhận con được, nên anh mới như vậy. Còn bây giờ công việc của anh ổn định rồi, anh sẽ đón con và em về. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau và không bao giờ xa cách nữa. Anh nói cái gì cơ? Bây giờ anh sẽ đón mẹ con tôi về nhà anh sao? Anh đang ảo tưởng à? Anh nghĩ mẹ con tôi là gấu bông, anh thích thì mang về nhà, không thích thì anh ném đi sao?
Anh tỉnh táo lại đi, chuyện hoang đường đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Hiếu ạ. Tại sao chứ? Tại sao em không cho con cơ hội ở cùng bố ruột của con chứ? Ở với loại người ăn cháo đá bát như anh, mấy mà ra gầm cầu ở. Anh nhìn đi, bé An bây giờ đã có một người bố tuyệt vời rồi. Anh ấy tên Hoàng Dũng. Có thể anh ấy không nổi tiếng như anh, nhưng anh ấy tử tế và còn giàu có hơn anh rất nhiều lần. Anh nhớ rõ những lời tôi nói. Từ mai đừng tới đây nữa, tôi quá mệt mỏi với anh rồi. Hoàng Dũng ngồi đó nghe Quỳnh nói chắc chắn như đinh đóng cột. Anh thở phào nhẹ nhõm, và anh đã biết vị trí của mình ở đâu. Rồi anh đi dọn dẹp nhà cửa như muốn thể hiện với Hiếu rằng tôi mới là chồng của Quỳnh, tôi mới chính là bố của bé An, chính là Hoàng Dũng tôi đây. Hoàng Dũng vừa lau nhà vừa cười tủm tỉm. Anh đẩy chổi lau nhà tới chỗ Hiếu và nói, anh tránh ra cho tôi lau nhà. Tôi nhìn biểu cảm của Hoàng Dũng mà tôi phải bật cười. Từ khi nào mà một giám đốc công ty lớn như Hoàng Dũng lại biến thành người lau dọn nhà cho mẹ con tôi vậy chứ? Lau nhà xong, Hoàng Dũng bế bé An vào phòng dạy bé An tập tô và học bảng chữ cái, đuổi khéo Hiếu về. Tôi liền nói với Hiếu, anh nhìn rõ chưa? Bé An đã có một người bố tốt rồi, anh biết kết quả của anh rồi đấy, còn không mau đi về đi. Hiếu đứng dậy đi về. Trước khi về anh còn nói với tôi, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, ngày mai anh sẽ tới tiếp, giờ anh về đây. Đúng như lời Hiếu nói với tôi, ngày hôm sau anh ta lại tới nhà tôi. Dù tôi và con gái đi chơi cùng Hoàng Dũng không có nhà, nhưng Hiếu vẫn đợi. Anh ta ngồi lì ở cổng nhà tôi, đợi bằng được tới khi chúng tôi về. Anh đưa túi quà cho con gái tôi rồi lặng lẽ đi về. Trước khi về không quên dặn tôi là ngày mai anh lại tới. Hiếu bị điên thật rồi. Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh ta đang cố tình lôi kéo con gái tôi về phía anh ta đây mà. Sao ngày xưa anh ta không nghĩ được như vậy thì có lẽ bây giờ tôi và anh ta đã hạnh phúc bên con gái rồi. Nhưng ngày đó anh ta đã không làm vậy. Anh cố tình rũ bỏ mẹ con tôi. Cho tới bây giờ, khi mẹ con tôi đang hạnh phúc bên Hoàng Dũng, thì anh ta lại xuất hiện và lì mặt níu kéo tôi. Một chút lòng tự trọng anh ta cũng không còn. Anh ta khiến tôi vô cùng khó xử. Đợt này Hiếu tới tìm mẹ con tôi nhiều quá, khiến tôi mệt mỏi dẫn tới stress luôn. Hết giờ làm việc ở phòng khám, tôi đang định đi về, vì tối nay tôi có hẹn đi ăn với Hoàng Dũng, vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Nhưng khi tôi đi ra cửa thì có một chị đưa con tới khám bệnh. Thấy con gái chị ấy mệt nên tôi quay lại và khám cho con chị ấy luôn. Sau khi xem sổ khám bệnh của cháu bé, tôi thấy cháu cùng tên với con gái tôi, chỉ khác họ thôi. Trùng hợp là cháu bé cũng 5 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân nhí cùng tên và cùng tuổi với con gái tôi. Tôi thấy rất ấn tượng nên tôi đã tính sẽ khám bệnh miễn phí cho bạn ấy. Thế nhưng khi khám bệnh cho bạn, tôi phát hiện ra bạn ấy có vấn đề lạ, nên tôi đã ở lại và khám, làm các bước xét nghiệm cẩn thận cho bạn bệnh nhí này. Cuối cùng thì kết quả rất xấu. Bạn bệnh nhân nhí bị u màng não thất và đang trong giai đoạn nguy hiểm. Ngay lập tức tôi làm hồ sơ bệnh án và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Sau khi chuyển bạn ý đi rồi, tôi mới trở về nhà. Tự dưng tôi thấy buồn và thương bạn nhỏ ấy. Những tháng ngày sắp tới, bạn ấy sẽ phải chống chọi với những lần điều trị, những cơn đau giằng xé. Người lớn còn khổ sở, nói gì một đứa bé 5 tuổi. Hy vọng bạn ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Ngày hôm sau Hiếu lại tới. Anh ta mua rất nhiều đồ cho con gái tôi. Tôi đã đuổi anh ta rất nhiều lần và tôi mỏi mồm đau đầu lắm rồi. Nhưng anh ta cứ lì ra nên tôi chán, không buồn đuổi nữa luôn. Anh ta ngồi chơi với con ở giữa nhà, còn tôi thì ngồi ở trên ghế sofa. Tôi đang đợi điện thoại của chị gái, mẹ của bệnh nhân nhí ngày hôm qua ấy. Chị nói khi nào có kết quả của bệnh viện, chị ấy sẽ gọi cho tôi luôn. Mà tới giờ vẫn chưa thấy chị ấy gọi. Tôi mới mở máy tính ra và xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nhí ấy. Hiếu lên rót nước uống, thấy tôi ngồi suy tư buồn bã. Anh ta mới thỏ mặt vào và đọc. Bệnh gì mà trông em có vẻ nghiêm trọng vậy? Tôi im lặng không trả lời. Anh ta liếc nhìn thấy tên Bình An. Anh ta vội hỏi. Bình An, 5 tuổi, u màng não thất. Chuyện quái quỷ gì thế hả Quỳnh? Tôi thở dài rồi nói. Anh tự đọc mà còn không hiểu à? Bệnh u màng não thất rất là nguy hiểm, kể cả phẫu thuật thành công, nhưng để lại di chứng nặng nề lắm.
Hiếu thì cuống lên. Anh ta cứ nghĩ là con gái tôi bị bệnh, nên anh ta cuống cuồng lên hỏi: con gái bị bệnh thật sao? Tại sao con gái lại bị căn bệnh hiểm nghèo đó chứ? Rồi sau này mang di chứng cả đời. Trời ơi là trời, như thế thì còn gì là con người nữa chứ? Anh cứ làm quá lên thế. Bây giờ mình có tiền, mình đưa con ra nước ngoài điều trị thì sẽ tốt hơn và giảm di chứng đi. Việc gì cũng có cách giải quyết hết, chỉ cần có tiền thôi. Tôi cũng không hiểu, bình thường Hiếu danh ma lắm mà, thế mà anh ta lại nhìn nhầm và cứ cho rằng con gái tôi bị bệnh. Anh ta lú tới mức quên luôn cả họ của tôi. Con gái tôi mang họ của tôi, mà nếu anh ta nhớ họ của tôi thì có lẽ anh ta đã không nhầm lẫn tai hại như thế. Tôi thấy anh ta nhầm lẫn nên tôi không nói gì nữa. Tôi kể cho anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, còn anh ta thì trầm tư suy nghĩ. Này, cô phát hiện con gái bị bệnh lâu chưa? Từ ngày hôm qua. Cô đã làm xét nghiệm cho con chưa? Làm rồi, tôi còn mang mẫu lên bệnh viện lớn xét nghiệm kỹ càng lắm rồi. Thế cô tính như thế nào? Tôi đang chuẩn bị để đưa con ra nước ngoài điều trị. Ở Việt Nam công nghệ không thể bằng nước ngoài được. Anh nghỉ việc đi, đi cùng tôi tầm 6 tháng cho tới 1 năm thôi. Cô điên à? Tôi đang quay phim mà đi sao được. Thế anh đưa tiền đây, để tôi đưa con đi điều trị. Đưa bao nhiêu? Tầm 5 đến 10 tỷ. Hiếu trố mắt lên nhìn tôi. Sao nhiều vậy chứ? Thế anh tính đưa cho tôi bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho con đây? Tôi làm gì có tiền đâu. Để tôi chuyển khoản cho cô 20 triệu nhé. Dạo này tôi bí lắm, không có tiền đâu. Anh là diễn viên nổi tiếng như thế, mỗi tháng kiếm tiền tỷ mà anh lại đưa tôi có 20 triệu thôi à? Sao anh rẻ rách thế? Ít nhất anh cũng phải đưa tôi 5 tỷ để tôi đưa con đi điều trị bệnh. Sau này anh còn phải nuôi con cùng tôi nữa, rồi tiền điều trị cho con gái sau này nữa chứ. Nuôi một đứa con gái bị di chứng như thế thì nuôi nó cả đời sao? Đúng thế. Bây giờ con gái không may bị như vậy rồi thì chúng ta phải chịu thôi. Nói chung là con gái không thể bình thường như trước được, nên anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Ít nhất anh cũng phải đưa cho tôi 5 tỷ. Hiếu ngồi im không nói gì. Tôi thấy anh ta có vẻ chần chừ lắm. Chắc anh ta không muốn nuôi một đứa con bệnh tật và vô dụng không làm gì được. Tôi bắt đầu tìm cách đẩy trách nhiệm anh ta. À, tôi bảo này, mấy hôm trước anh nói muốn mang con bé về nuôi, có đúng không? Ừ, giờ tôi đồng ý đấy. Anh đưa con bé về nuôi đi, rồi tôi làm hồ sơ bệnh án cho con xong tôi gửi cho. Anh cứ chuẩn bị tiền rồi đưa con đi nước ngoài điều trị đi. Tôi đợt này chuẩn bị mở phòng khám thứ hai nên tôi bận lắm. Hiếu liền cau mày lại nhìn tôi. Cô tính đẩy hết trách nhiệm cho tôi à? Cô là mẹ nó mà. Thì tôi đã chăm nó 5 năm rồi, giờ tới lượt anh chứ. Anh chăm nó 5 năm rồi lại tới lượt tôi. Mấy hôm trước anh còn ăn vạ và đòi mang con gái về nuôi, mà sao giờ anh lại muốn chối bỏ trách nhiệm thế? Ừ thì mấy hôm trước tôi rảnh, nhưng giờ tôi lại bận việc rồi. Cô nuôi con và đưa con đi chữa bệnh đi. Tôi thấy Hiếu muốn chối bỏ trách nhiệm khi biết tin con gái bị bệnh hiểm nghèo, nên tôi đã diễn, thì tôi diễn cho chót luôn. Để tôi thu dọn quần áo của con gái giúp anh nhé. Ơ kìa, sao cô vội thế? Tôi bận lắm. Lát nữa anh đưa con bé đi về nhà anh luôn đi nhé. Cô đùa đấy à? Tôi còn bận hơn cả cô mà. Tôi rảnh đâu mà đùa với anh. Tôi nói thật mà, nếu anh bận thì anh phải tạm dừng công việc ít nhất 1 năm để lo chữa bệnh cho con trước đã, rồi sau này tính sau. Cô điên à? Sao tôi có thể dừng công việc của mình được chứ? Thì giờ con gái bị bệnh, anh bắt buộc phải tạm dừng công việc thôi. Tôi đi vào phòng và cho hết quần áo và đồ dùng cá nhân của con vào vali rồi kéo ra. Đây, tôi dọn xong rồi đây, anh đưa con gái về đi. Nhưng mà tôi không nhường nhiếc gì hết. Tôi nuôi con đủ 5 năm rồi, giờ tới lượt anh, 5 năm nữa tôi sẽ đón con về. Giờ thì anh đưa con đi đi. Hiếu nhất quyết không chịu đưa con gái đi, bởi anh sợ nuôi một đứa con gái bệnh tật, rồi chi phí điều trị bệnh, rồi kéo theo bao nhiêu là vấn đề. Nếu con gái khỏe mạnh thì không nói, nhưng đằng này con gái đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, chưa biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng trước mắt là thấy rất tốn tiền và tốn thời gian rồi. Mà một diễn viên nổi tiếng như anh lại rất bận rộn, nên anh bắt đầu tính bài chuồn. Thôi được rồi, có gì ngày mai tôi sẽ tới đón con sau. Còn giờ tôi bận rồi, tôi đi đây. Tôi liền giữ tay anh ta lại và nói: anh đưa con đi luôn đi, tôi đã thu dọn quần áo xong rồi đây. Anh đưa con gái đi đi mà. Không, tôi bận rồi.
Thôi tôi đi đây. Hiếu cuống lên rồi anh ta chuồn mất. Vì vội quá mà anh ta còn quên không chào con gái như mọi lần nữa. Tôi thở dài rồi nghĩ, có khi nào anh ta tưởng con gái bị bệnh hiểm nghèo thật nên anh ta trốn tránh trách nhiệm rồi mất tích luôn không nhỉ? Đúng như tôi nghĩ, chỉ một tiếng sau đó tôi gọi cho Hiếu thì thuê bao luôn. Sáng ngày hôm sau tôi lại tiếp tục gọi cho Hiếu nhưng vẫn thuê bao không gọi được. Có khi nào vì sợ tôi làm phiền nên anh ta trốn rồi thay luôn số điện thoại không nhỉ? Mấy ngày sau đó tôi liên tục gọi điện cho Hiếu nhưng không gọi được. Anh ta mất tích thật rồi mọi người ạ. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngày trước khi tôi mới mang thai, anh ta vì nghi ngờ tôi, lại thêm bản tính lăng nhăng của anh ta nên anh ta không thích bị gò bó bởi một gia đình, nên anh ta nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi. Sau 5 năm gặp lại, thấy con gái nhỏ xinh xắn, anh ta lại muốn tranh giành nuôi con với tôi. Thế mà vừa nghe tin con gái bị bệnh hiểm nghèo và không có tương lai bởi những di chứng mà căn bệnh gây ra đã đeo bám con tôi cả đời. Hiếu sợ phải nuôi con gái bệnh tật cả đời nên một lần nữa anh ta lại chối bỏ trách nhiệm và lặn mất tâm luôn. Lần này tôi cố tình gọi cho người thân của Hiếu để tìm gặp Hiếu nhưng không ai biết Hiếu đi đâu cả. Không lẽ anh ta trốn thật rồi sao? Tôi và Hoàng Dũng tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi chúng tôi tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người. Hoàng Dũng sống một mình nên từ khi yêu tôi anh ấy đã dọn về nhà tôi sống. Anh nói anh không có gia đình, bố mẹ anh mất sớm nên bao năm nay anh vùi đầu vào công việc. Và bây giờ tôi và con chính là gia đình của anh, là người thân của anh nên sau này tôi và con gái sẽ do một tay anh chăm sóc. Tôi và con gái bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong vòng tay che chở của Hoàng Dũng. Còn Hiếu, chồng cũ của tôi, vẫn còn đang lóp ngóp trong những cuộc tình chóng vánh và không có tương lai. Buổi sáng thức giấc, tôi dậy để chuẩn bị đi làm thì Hoàng Dũng nói với tôi, vợ vào mạng mà xem, chồng cũ của vợ dính phốt kìa. Thật hả anh? Ừ, đây này, Hiếu dính phốt vì cặp với một bà lớn tuổi. Đêm qua, anh ta bị chồng và các con của bà ấy tới tận trường quay để đánh anh ta đấy. Sáng nay, anh ta hot nhất mạng xã hội luôn. Trời đất ơi, em chịu thua anh ta rồi, anh ta hết thuốc chữa thật rồi. Thế là sự nghiệp diễn viên của anh ta coi như bỏ rồi em nhỉ? Giờ như vậy rồi, anh ta sống kín tiếng vài năm rồi tìm cách quay lại nghề thôi. Thời gian trôi qua đi, mọi người sẽ quên dần những tiếng xấu đó anh nhỉ? Thế thì lúc đó anh ta cũng nhiều tuổi rồi, nghề diễn viên của anh ta cũng không còn phù hợp với anh ta nữa. Nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu mà lại đi cặp kè với bà già thế không biết nữa. Xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh. À vợ này, thế vợ tính bao giờ thì nói cho con gái biết sự thật về bố ruột của con vậy? Em tính chờ con gái lớn thêm chút nữa rồi nói anh ạ. Lúc đó con lớn rồi, con hiểu chuyện hơn bây giờ anh ạ. Ừ, lúc đó vợ chồng mình sẽ nói để con gái hiểu vợ nhé. Vợ yên tâm, tuy anh không phải là bố ruột của bé An nhưng anh sẽ luôn yêu thương con như con gái ruột của anh vậy. Anh sẽ là một người bố tốt của con và anh hứa anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con em tựa vào. Vợ cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì anh đã đến yêu thương và che chở cho vợ và con gái nhé. Hoàng Dũng ôm lấy tôi và nói, anh cũng cảm ơn vợ nhiều lắm. Cảm ơn vợ và con đã đến bên anh và cho anh biết thế nào là một gia đình hạnh phúc. Chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau như thế này vợ nhé. Dạ vâng ạ. Trong khi Quỳnh và Hoàng Dũng cùng con gái hạnh phúc bên nhau thì Hiếu, chồng cũ của Quỳnh, lại vướng vào những vụ lùm xùm tình cảm khiến sự nghiệp diễn viên của anh bị tạm dừng và đang chìm dần xuống đáy của xã hội. Cuộc sống của Hiếu càng lúc càng khó khăn tới mức anh ta phải đi bán hàng thuê ở siêu thị. Hy vọng từ nay về sau anh ta sẽ sống đàng hoàng tử tế để làm lại cuộc đời. Những năm tháng qua anh ta sống lỗi quá rồi. Nếu sau này anh ta có thể thay đổi được bản tính và sống tử tế được thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc tôi sẽ đồng ý cho con gái tôi nhận anh ta là bố và đi lại với anh ta để cho anh ta còn được nhìn thấy con của mình. Qua câu chuyện của mình, tôi đã ngẫm ra nhiều điều lắm. Lòng chung thủy của người vợ như thế nào còn phụ thuộc vào cách sống và cách yêu thương vợ con của người chồng. Nếu người chồng
không sống tử tế, không yêu thương vợ con, không trân trọng gia đình, thì họ không có tư cách gì để bắt người vợ của mình phải một lòng chung thủy sắt son với gia đình chồng được. Bởi vì đã là vợ chồng với nhau thì mọi thứ phải bình đẳng, có qua có lại. Ở cái xã hội hiện đại này thì những câu chuyện trọng nam khinh nữ cần phải loại bỏ triệt để, đúng không mọi người? Mọi người thử nghĩ xem, người chồng ra ngoài bổ bịch hết cô này tới cô khác, xong về nhà ruồng bỏ vợ con mình, rồi lại có ý nghĩ là vợ mình phải chung thủy với mình, không được tơ tưởng tới người đàn ông nào khác ư? Xin lỗi, không có chuyện ngược đời đó đâu. Các anh ra ngoài rồi về nhà cứ chê vợ các anh thế nọ thế kia, nhưng tôi xin khẳng định là chị em chúng tôi cũng có giá lắm đấy, và hở ra là các anh mất vợ luôn đấy. Thế nên các anh phải biết trân trọng vợ con gia đình của mình. Anh cứ sống tử tế thì chị em chúng tôi cũng không có gì phải lăn tăn cả. Một gia đình hạnh phúc là khi cả hai vợ chồng cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc của mình. Còn một người xây, một người phá thì kết quả mãi mãi chỉ là con số không mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong một câu chuyện về hôn nhân và gia đình của tác giả Tâm Từng qua giọng đọc của Hồng Huệ. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ giúp quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái, và quý vị và các bạn cũng tìm thấy mình cũng như những người quen gia đình của mình ẩn hiện trong câu chuyện này. Như vậy, câu chuyện sẽ càng có thêm nhiều ý nghĩa khi nó được truyền tải đến quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của kênh Chuyện Đêm. Đến đây, Hồng Huệ và Tâm Từng xin gửi lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kể Chuyện lần sau.